tính của sản phẩm, đây là một cái sản phẩm rất là sang. Cái thứ hai, giá của nó rất là chắc. Và cái thứ ba, đang phát triển ở một khu vực mà tiềm năng có phát triển của nó đang là một dấu hỏi. Thì các bạn chỉ cần nghĩ là một cái ý tưởng nào đại diện cho khách hàng trong tương lai của mình cũng được. Các bạn hãy xoay và tra tấn con tim càng nhiều càng tốt. Vì con tim nếu trả lời được trong cái buổi chiều này hôm nay quá tốt để giúp cho các bạn có thêm cái niềm tin bán sản phẩm. Nếu không được, xin lỗi các bạn nha, các bạn đã có một món quà đó là giao quyền cho con tim á. Con tim phải đi tập đá giúp cho các bạn và nghiên cứu những số liệu để những cái buổi 2, buổi 3, buổi 4 sắp tới á giải đáp cho được những cuộc gặp đó để giúp cho các bạn sau đó quay trở lại giúp khách hàng và xử lý từ chối cho nó thành công. Và cuối cùng, ai là người giàu ạ? Ai là người giàu ở trên tay không? Ai bán được người đó trên tay đúng không nào? Thấy các bạn ha. Vậy mong rằng thông qua 4 câu hỏi vừa rồi hãy tiếp tục thêm những câu hỏi mới đi các bạn. Nữa đi các bạn. Tại vì sao? Cái đường nguyện này nó sẽ chưa có xuất hiện. Nó sẽ chưa được trình bày nếu các bạn chưa hỏi hết. Và nếu các bạn hỏi xong rồi các bạn sẽ thấy cái slide này sẽ giải quyết được rất nhiều câu hỏi mà các bạn đã hỏi. Rồi nó thấy chưa rồi. Khách của Dung hỏi là chủ đầu tư Masterlay là hôm á là người ta chưa có làm một cái khu đô thị nào thành công, thì bây giờ cái khu đô thị này là nông thôn thứ hai của thành phố Hồ Chí Minh, liệu họ có làm được những cái gì mà họ nói không? Ok, đó chỉ tên gì á? Mình tên là Dung. Chị Dung của một các bạn cho chị Dung một tràng vỗ tay đi ạ. Chị Dung đang hỏi một cái slide cực kỳ quan trọng trong 10 slide như này. Đúng không ạ? Đó, những câu hỏi thông minh bắt đầu xuất hiện rồi các bạn. Và con tim không phải là hàng tháng hay hàng mối. Chỉ sao mà nghiên cứu về sản phẩm thật là sát sao rồi và chuẩn bị thế này. Và chỉ chờ các bạn hỏi thôi. Vì khi các bạn hỏi rồi, các bạn sẽ tập trung vô cái và tìm cái câu trả lời trong quá trình trình bày của con tim. Thì các bạn sẽ tự vấn đáp cho mình, thì ra nó là như vậy. Và các bạn sẽ nhớ rất là lâu vì các bạn bị bận não trước rồi. Đúng không ạ? Mời các bạn. Mời các bạn. Chào các chị, mình là Tuấn nè. Mình nhận biết, okay. Thì mình cũng đi kiếm dự án này nó được có thời gian chút mới thôi. Mình thấy các cái giá trị của sản phẩm mà mình hỏi cơ tim là mình có nắm rõ không? Thứ nhất là các cái thông tin về chủ đầu tư xuống của ERA và các công ty rất là chậm. Đặc biệt là hôm nay mình thấy cái tờ báo cũng như quảng cáo này, đúng không? Phố hợp thực Enten, đúng không? Thì cái phố ở đâu? Hoặc là các cái khu nhà nước, tất cả cái giá trị của các khu đó, trung tâm thương mại thì hầu như là mình không cung cấp cho sale của mình. Chính vì điều đó, các thông tin của mình chậm hơn chủ đầu tư, thì thực tế cái giá trị sản phẩm mình chưa hiểu, chưa nắm cụ thể. Thì thực tế mình nói đến khoảng cái giá trị mình bàn xong, ở đây là câu chuyện giá trị và giá cả thì nó phù hợp với giá trị. Và thì cái sản phẩm này thì mình cũng định vị nó cũng cao rồi. Thứ nhất là cái thông điệp để mình cái buổi trước mình đã chia sẻ rồi, cái đối tượng khách hàng, đúng không? Ở đây cái phần cung tham nó thấp thì tất nhiên là giá trị nó cao. Thì cái giá trị đó thì tất nhiên là khách hàng hầu như cũng chưa đúng đó, thì do xe của mình thôi. Và nghĩ như vậy thì không biết là tổ đội công ty có thể chia sẻ các cái lộ trình về hơn. Mình thấy là các marketing của bên chủ dư chạy cũng mạnh mà bên mình không theo kịp, đặc biệt là một số cái hình ảnh bên mình cũng không mang tính mơ. Cảm ơn. Xin cảm ơn. Ok, cảm ơn Tuấn ạ. Cho Tuấn một tràng vỗ tay nha các chị. Đã có câu hỏi thêm rồi đó. Nó chưa sẽ hoàn thiện cái câu trả lời cho anh, nhưng mà theo cái này nó nằm ngoài slide và anh sẽ được trả lời trong cái cuộc chia sẻ ngày hôm nay. Và câu hỏi tiếp theo ạ. Nó đã chiếm khoảng 70-80% cái slide trình bày rồi các chị. Em tên là Thành, thì các cô em hỏi là diện tích nó khá là nhỏ, vì người giàu thì họ lại thích ở không gian nó lại thoải mái hơn, sau không gian chỉ có 95 mét vuông nhiều quá. Hay quá. Ai da, nếu mà Thành gặp được khách chất giống vậy á, nó họ lòng luôn 3-5 năm nha. Và chiến lược như thế nào, chú Thành sẽ phân tích cho Thành. Ok, chứ là hay quá, cho Thành một tràng vỗ tay đi các bạn. Một cái cây rất là khó, nhưng nếu các bạn gặp được cái khách chất như thế này, hoàn toàn có khả năng bắt sale được các bạn nha. Rồi, mời bạn. Hi,
phải là mình chào khách là bộ 400 triệu mét vuông á, thì mình đang hỏi cái khu vực này là có thoát nước không? Thì người ta thì mình kêu là có, thì người ta kêu là vậy, tức là bộ cũng phải hơn con hơn. Chứ tại sao này qua cho mình là bộ này kêu bến thành, okay. Thì mình thì có rõ chán, tương đương mua loại cho thuê luôn, thì nó sẽ chạy về hàng tháng luôn. Rồi, vậy là câu hỏi của Thành đúng không? Mỹ, câu hỏi của Mỹ là thứ nhất là về giá, cái thứ hai là về tiện ích xung quanh có bị ảnh hưởng với nhau hay không? Và cái thứ ba là khai thác được nguồn tiền đúng không? Đúng rồi. Rồi, ok, cảm ơn Mỹ. Dạ, hãy tặng Mỹ một tràng pháo tay đi các chị. Mời bạn. Hả? Dạ, em là chị, em là Tú, em muốn vào sàn của mình. Nhưng mà em có một câu hỏi là do cái diện tích sân hơi nhỏ, trường hợp mà các em muốn nhìn thấy lớn hơn mà có một con góc thì bên mình có hạn không? À, căn góc đúng không? Căn góc và diện tích thì lớn hơn thì có sản phẩm để tương thích với nhu cầu đó hay không? Dạ, rồi, ok, cảm ơn. Cảm ơn bạn và một tràng pháo tay đi các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều nha. Sự tương tác của các anh chị và các bạn sẽ giúp cho chúng ta, thứ nhất là gì, chúng ta sẽ nhớ ngay lập tức và không về nhà không cần phải ôn lại những cái gì mà đã chia sẻ trong ngày hôm nay nữa. Và cái thứ hai mà có thêm quan trọng hơn đó chính là giúp cho các anh chị và các bạn tập những cái chướng ngại vật mà các bạn đã gặp hoặc sẽ gặp trong tương lai để giúp cho mình tự tin và tư vấn về cái sản phẩm TCC này, được chưa? Vậy chúng ta bắt đầu cái đội quỹ này, được chưa? Ok, bây giờ và trước khi bắt đầu các chị, trước khi bắt đầu Nam và các anh chị con tim các bạn nói luôn là tại sao có cái này. Tại vì Nam muốn gửi lời tới cảm ơn một người bạn mà được gọi là Nam tự nhủ đây là một người đàn anh ở trong cái ngành của mình đã vô tình truyền cho Nam cái cảm hứng đó. Mà bước đầu tiên là ngày đầu tiên Nam nghe là TDC là từ chị Nhàn, và sau đó là nghe từ anh ấy. Và từ đó Nam mới có những cái câu hỏi, trước đây là mình có những câu hỏi trong đầu là giống như là các bạn đang bị vướng những cái cuộc gặp đó. Thì Nam mới đi tìm xem, tại vì mình là người logic của chúng ta, mình phải tìm xem và phải có đủ chứng cứ xác thực những cái gì mà mình có tin tưởng rằng dự án này có thật. Thì nó phải minh chứng bằng những số liệu và những thông tin cụ thể thì mình mới tin à dự án này nó có khả năng thi được. Thì Nam muốn nhờ các bạn thay lời Nam bằng một tràng pháo tay để các bạn lý sư Huy được không ạ? Các ông Huy một cách đoàn xuất hiện hỗ trợ cho con tim, nhưng mà không biết các thành viên con tim đón nhận như thế nào, nhưng đó chính là cái động lực mà giúp cho Nam bị sợt ra một cái slide này để chia sẻ cho các chị và các bạn. Rồi, để tiết kiệm thời gian chúng ta bắt đầu ha. Cùng nổ doanh số, nếu thật sự mà chúng ta gắn kết cùng nhau thật thì cùng nổ doanh số thật các bạn ha. Vì với 912 sản phẩm này thôi, nhân với giá trung bình là 350 triệu một mét vuông thôi các bạn. Một căn tính ra là ước chừng là khoảng 36 tỷ thôi. Thì nếu chúng ta bán được khoảng cơ số khoảng 50% đó thì sao ta? Đúng không? Đó là cái câu chuyện về tài chính mà chúng ta sẽ cùng vào hết. Nhưng trước tiên chúng ta sẽ giải đáp về why TCC. Tại sao là TCC mà không phải là dự án khác? Chia sẻ với các anh chị và các bạn, Nam chia sẻ với các anh chị và các bạn, tuy Nam là người mới ở trong lĩnh vực bất động sản thực chiến, nhưng mình là một người nghiên cứu về lĩnh vực tài chính tài và bất động sản đã tới nay là khoảng 5 năm rồi. Mình chỉ chưa thực sự chốt tiêu và lẫn tiền thực chiến giống như các bạn thôi, nên vừa là mới vừa là cũ. Vậy chia sẻ cho các bạn là công thức đầu tư của Nam, mình đã sử dụng cái công thức này 5 năm nay, và nếu các bạn áp dụng tham khảo và áp dụng thử, các bạn sẽ thấy là lọc được rất nhiều cái dự án tốt cho khách hàng của mình. Đầu tiên Nam sẽ quan tâm tới gì, đó là pháp lý dự án. Tiếp theo là gì ạ? Uy tín chủ đầu tư, vị trí dự án và quy hoạch của nó như thế nào. Đó là phần mà chúng ta kiểm tra về outside các bạn ha.
Và bây giờ tới phần nếu chúng ta đã may mắn tìm được cái dự án phù hợp rồi, chúng ta sẽ đi kiểm tra insight của chúng ta, khả năng của chúng ta như thế nào thông qua những cái yếu tố tiếp theo. Tài chính của mình có đủ sức để gồng khi mà dự án nó đặt cơ ra hoa kết quả hay là không. Đúng là nhiều nhà đầu tư đã dùng đồng bảy quá mức và không chờ nổi để cái ngày mà dự án hoàn thành hoàn toàn, thì khi đó biên lợi nhuận nó đang lại cao nhất. Tiếp theo là gì ạ? Vị trí căn của bạn chọn là quyết định của chính bạn. Tiện ích của khu vực đó là gì? Giá bán của nó ra như thế nào so với khu vực? Và sau đó sẽ đi vào chi tiết từng sản phẩm ở trong đó. Vậy nếu các bạn nãy giờ thống kê lại tất cả các câu hỏi, thì ở đây nó chỉ còn một cái việc thôi, đó chính là chân dung khách hàng như thế nào. Với một cái bạn tóm tắt như thế này rồi, nếu đang trình bày hết, có thêm nghiên cứu hết, có phải là đã giải đáp phần lớn câu hỏi của các bạn trong từ sáng tới giờ đúng không ạ? Đúng không ạ? Rồi, chúng ta cho nhau một vài móng tay thì lớn được không ạ? Ok các bạn ha, nói về vỗ tay, không phải vỗ tay để cho con tim sướng đó các bạn. Và thật ra đó là một cái thủ thuật nhỏ mà con tim muốn quét trước các bạn vậy đó. Khi các bạn vỗ tay giống như thế này, mình sẽ bấm rộng và tăng cái độ tập trung của mình lên. Ha các bạn ha, nên trong quá trình tương tác ở đây đang có thể thấy được là các bạn đang tập trung thật sự hay là bắt đầu quay quay rồi, thì các bạn hãy nhớ vỗ tay theo lời của Nam nhé, để mình tăng cái tập trung của mình lên. Vậy đổi theo cái sườn này, những slide tiếp theo là tiếp tục giải quyết các vấn đề cho các bạn. Trước tiên các bạn quay lại một tí xíu, bao nhiêu bạn lo ngại là trong thị trường bất động tài chính, nền kinh tế Việt Nam và trong đó có ngành bất động sản của mình trong tương lai sắp tới nó sẽ bị chậm lắng và thậm chí là chậm. Có ai có suy nghĩ đó không ạ? Có ai có những lo lắng đó không ạ? Có rất nhiều đúng không ạ? Vậy thì mong rằng cái thống kê ở đây của Co Tim sẽ giúp cho các bạn giải quyết một cái phần nào về đó, về insight, về sự tự tin của các bạn trong những năm tới. Thế các bạn ha, nếu có sự gọi là chậm thanh khoản xấu đi và giảm dần, nó sẽ diễn ra trong một cái thời gian ngắn thôi. Bởi đây là thống kê các bạn ha, thống kê về mặt lịch sử, và ở đây không phải Co Tim làm, đây là báo cáo của Bloomberg. Bloomberg báo cáo gì? Bloomberg báo cáo và thống kê trong rất nhiều năm. Và nếu các bạn đủ thời gian rảnh, các bạn hãy lên nghiên cứu về quy luật của lãi suất và tài sản từ năm 1930, đó là khủng hoảng thế giới về mặt kinh tế lớn nhất từ xưa tới nay. Cho tới bây giờ thì các bạn cũng sẽ rút ra một cái quy luật giống như thế này thôi. Đó là mỗi lần đường màu xanh này là các bạn sẽ thấy nó ghi chú đây là transceiver. Đây chính là thống kê về lãi suất, các bạn có thể hiểu giống như vậy. Đường màu xanh này là lãi suất, và các bạn sẽ thấy hai cái đường ngược lại và tỷ lệ nghịch với lãi suất, đó chính là đường màu xanh lá cây và đường màu đỏ này đó là chỉ báo của Real Estate Index. Và tiếp theo nữa là đường màu xanh lá cây là chỉ báo về tài sản nói chung, mà trong đó bất động sản là một trong những tài sản giống như vậy. Thì nó sẽ ra một cái quy luật là khi lãi suất trên cao, các bạn sẽ thấy tài sản nó sẽ giảm giá hay tăng giá ạ? Giảm giá hay tăng giá ạ? Khi lãi suất ở trên cao là các bạn, thì khủng hoảng về mặt tài sản nó sẽ ra ngay lập tức. Quay lập tức câu chuyện không quá xa vào năm 2011 tới năm 2013 ở Việt Nam. Đúng không ạ? Lãi suất khi đó là bao nhiêu ạ? Tiền gửi là từ 16 cho tới 18%. Vậy doanh nghiệp sẽ vay với cái lãi suất là bao nhiêu ạ? 25 cho tới 30%, chưa kể những chi phí mềm. Thì vì thế các bạn sẽ thấy thị trường bất động sản ở đó lúc đó sẽ như thế nào ạ? Đúng không ạ? Nó đóng băng và thanh khoản mất luôn các bạn. Và sao ạ? Nhà nước của chúng ta đã làm một cái việc rất là tốt trong cái việc điều hành về lãi suất, đó là lãi suất kể từ khi tạo đỉnh năm 2014 nó đã giảm dần các bạn, và bây giờ nó đang duy trì ở cái mức rất thấp từ 3-5% thôi, tùy số tiền của chúng ta gửi cho ngân hàng, được chưa ạ? Vậy khi mà lãi suất nó thấp như thế này rồi, các bạn sẽ thấy cái hiện tượng từ năm 2016 cho tới bây giờ luôn, giá bất động sản sao ạ?
nó tăng liên tục. Và đây là nghiên cứu của thế giới các bạn ha, không phải của Việt Nam và thậm chí càng không phải là của con tim. Nhưng nó đưa ra là một cái quy luật, nếu lãi suất của Việt Nam, tiền gửi của Việt Nam vẫn còn ở cái mức 6%, thậm chí có thể nới ra một chút xíu là dưới 10% các bạn ha, các bạn tin rằng giá bất động sản sẽ như thế nào ạ? Tăng hay giảm ạ? Chắc chắn tăng các bạn ạ. Đây là quy luật của thế giới chứ không phải là của riêng Việt Nam. Vậy các bạn có theo dõi là CPI của Việt Nam năm nay được chính phủ ước là vào cuối năm nó phải bao nhiêu không? Có ai biết CPI vào cuối năm 2022 này sẵn bao nhiêu không ạ? Các bạn đã quan tâm tới dự án này, cái con số này thì nó xin chia sẻ. Con số vào cuối năm mà chính phủ dự kiến có chỉ 4% mà thôi. Chỉ 4% thôi các bạn, thì để lãi suất tiền gửi luôn dư. Các bạn chỉ cần lấy CPI cộng thêm 1%, thế là nhà nước hoàn thành nhiệm vụ. Có nghĩa là sao ạ? Lãi suất tiền gửi của chúng ta chỉ nằm ở 5%, nếu bạn gửi nhiều chừng 6% là được. Được chứ ạ? Vậy có đảm bảo lãi suất đang thấp không ạ? Và lãi suất đang thấp các bạn đang thấy luôn chiếu, và đây là cái cơ sở để các bạn về nghiên cứu thêm cho mình, để tin vào cái quy luật giống như thế này, để sau cái buổi ngày hôm nay trong tương lai các bạn một phần nào đó đủ khả năng nhận định xem mình nên đầu tư vào bất động sản và tư vấn cho khách cho mình hay không. Được chưa? Và tiếp theo đó là gì ạ? Tôi quay qua tiếp theo về cái con số hiện tại ở Việt Nam, nếu các bạn chưa có thì tôi xin thống kê lại cho các bạn. Đó là gì ạ? Đây là những con số mà các bạn nào quan tâm tới kinh tế vĩ mô, các bạn chỉ cần lên cái cuộc thống kê, các bạn sẽ thấy những số liệu này có hết trên đó. Về chỉ số kinh tế, nó sẽ có muôn vàn chỉ số ở trên đó. Nhưng trong một buổi sáng ngày hôm nay, tôi sẽ xin tóm tắt lại các bạn chỉ cần quan tâm tới 4 chỉ số thôi, chúng ta sẽ làm một nhà đầu tư bất động sản thành công. Thế là thế thì bổ tay đi. Bổ tay lớn lên đi ạ. Ok các bạn ạ. Cảm ơn các bạn tập trung để nghe, là cái này là cũng có thể gây ngủ nhưng cực kỳ quan trọng cho câu chuyện giàu nghèo của chúng ta trong tương lai. Những chỉ số mà trong một rừng chỉ số giống như thế này, tại sao nó giúp đến cho chúng ta trong việc đầu tư bất động sản, thì hãy xem chỉ số đầu tiên GDP chứng minh thêm Việt Nam đang tăng trưởng hay việc nền kinh tế Việt Nam đang đi xuống. Nếu chúng ta ngày càng nghèo hơn, có ai đi mua bất động sản không ạ? Có mà. Ai có thì giơ tay ạ. Vậy ai không thì giơ tay ạ. Ok. Vậy sao giúp cho các bạn nhớ hết mấy cái đồ nghe ngủ này đây. Hỏi lại các bạn ha. Vậy trong nền kinh tế mà đang đi xuống như vậy, ai không mua bất động sản thì giơ tay nói tôi ạ. Ok, khó kéo các bạn lên quá. Con số thứ hai các bạn ha, đó là FDI. Các bạn đã từng kinh doanh bất động sản, thậm chí bất động sản rất nhiều rồi, nhưng các bạn lại không quan tâm tới FDI. Thì FDI, nếu kinh tế Việt Nam nó có chậm các bạn ha, nhưng mà sao ạ? Nguồn vốn từ nước ngoài vẫn vào Việt Nam, thì có nghĩa là tiền mà có thể lưu hành ở thị trường Việt Nam sẽ ngày càng tăng lên. Thì các bạn cũng sẽ thấy sao ạ? Giá bất động sản cũng sẽ tăng lên thôi. Vì cái thị trường nó nhiều tiền các bạn ha. Và kèm theo đó nữa, các bạn sẽ thấy trong thời gian sắp tới FDI là gì ạ? Các bạn có biết FDI là gì không ạ? FDI là vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài các bạn ha. Thì chứng tỏ là nguồn vốn từ nước ngoài đi vào Việt Nam. Công ty nước ngoài đi vào Việt Nam thì sẽ kéo theo những điều gì ạ? Người nước ngoài có đi vào Việt Nam làm việc không ạ? Có đúng không ạ? Và nếu công việc của họ đó là một cái thời gian dài ở Việt Nam thì nhu cầu để có ổn định cuộc sống và có bất động sản tại Việt Nam có không ạ? Có các bạn ha. Và cầu từ bất động sản từ nguồn nước ngoài cũng sẽ thông qua đây đi vào của Việt Nam. Chưa kể tới những cái dự án FDI mà đi vào Việt Nam và em hình hay ngay cả những dự án trước kém ở Việt Nam thì chỉ khai tiếp. Vậy nó còn là gì nữa ạ? Đây là hai con số mà tôi đã nói trước cho các bạn rồi. Đó là hãy quan tâm tới CPI đi. Vì khi các bạn xác định được CPI, các bạn ước lượng được nó rồi, thì quay lại cái câu chuyện quy luật đầu tư của tài sản và lãi suất đó, các bạn sẽ thấy nếu CPI thấp,
các bạn hãy tự tin tư vấn tiếp cho khách hàng đi, vì cơ hội tăng giá còn đang rất là nhiều nha các bạn nha. Vì khi CPI này các bạn sẽ suy ngược lại con số ở phía trên. Cái con số phía trên là cấp trên của lãi suất tiền gửi. Vì sao ạ? Tăng trưởng tín dụng, nếu các bạn là chủ doanh nghiệp, các bạn thấy lãi suất ngân hàng cho vay rẻ, các bạn muốn mua nhà, các bạn thấy ngân hàng cho vay với lãi suất rẻ, chúng ta giảm vay để mua không ạ? Giảm không ạ? Giảm, chính xác là giảm. Vậy khi CPI cao, nó sẽ kéo cái gì ạ? Lãi suất tiền gửi đầu vào của ngân hàng cao, và vì đầu vào của nó cao nên đầu ra chắc chắn sẽ cao theo, và chính từng thành viên ở trong đây cũng không dám mua, đúng không nào? Nó chỉ là những nhà đầu tư lớn, và nó chính là cái yếu tố để giúp cho các bạn, hai cái slide vừa rồi giúp cho các bạn phần nào ước đoán được thị trường bất động sản trong thời gian sắp tới còn nữa để mà tăng giá nữa hay không, được chưa? Vậy tiếp theo, khi mà chúng ta đã thông cái vĩ mô rồi, đúng không ạ? Ở đây tôi vừa chia sẻ cho các bạn, và đây là cái phương pháp mà tôi được nghĩa là phương pháp top down á. Mình phải phân tích ở trên cao trước và xuống thấp là như thế nào. Thì ở phía trên chúng ta đã phần nào ước lượng được trong 3 năm tới, cho hết cái nhiệm kỳ này các bạn ha, cho đến năm 2025, thậm chí là nhiệm kỳ tiếp theo, Việt Nam sẽ tiếp tục tăng giá về mặt bất động sản. Vậy tiếp theo về công việc của Vimo, vậy tại sao chọn cái dự án Global City? Vì nó là câu chuyện thành phố trong thành phố, các bạn nha. Câu chuyện này các bạn sẽ rất ít biết được, nhưng tôi xin chia sẻ cho các bạn, đây là nghiên cứu của con tim, để giúp cho các bạn hiểu xem tại sao Global City nó dám định giá cái giá lên tới 350 triệu và thậm chí cao hơn ở trong những đợt mở bán tiếp theo. Thì chúng ta phải hiểu được cái việc này để chúng ta tin tưởng nó, và các bạn có cơ sở để về nghiên cứu xem thực tế nó bị diễn ra giống như vậy hay không. Thì từ cái buổi chia sẻ này sẽ giúp cho các bạn tin tưởng hơn, niềm tin của mình gia tăng hơn, tự khắc hơn. Các bạn sẽ tràn đầy niềm tin khi tư vấn cho khách hàng, và như thế khách hàng là những người giàu có, họ rất thông minh và họ sẽ biết được nặng cho các bạn ở đâu và các bạn có tư vấn thật hay không, được chưa? Thành phố trong thành phố là gì các bạn? Nếu quay trở lại một chút xíu về mấy năm trước, là khoảng năm 2017-2018, các bạn đã từng nhớ câu chuyện thành phố của chính mình sinh về đặc khu kinh tế không? Đã từng nghe được câu chuyện này rồi, đúng không ạ? Nhưng chúng ta đã sao thành phố đã không thành công trong câu chuyện đó? Vì nếu khi trở thành đặc khu kinh tế, sẽ có một cái lợi lớn nhất, đó chính là tiền mà thành phố tìm được sẽ giữ lại rất là nhiều để phát triển về mặt hạ tầng, xây dựng đường phố, cầu cảng để gia tăng cái năng lực cạnh tranh của Việt Nam lên. Nhưng thành phố đã không hoàn thành mục tiêu lớn đó, thì mới chuyển theo cái bài phát cấp, đó là xin để trở thành một thành phố thông minh tương lai, đó là thành phố Thủ Đức. Vậy thành phố Thủ Đức đã được hình thành các bạn. Xin chia sẻ với các bạn là cái thuật ngữ thành phố trong thành phố này là năm nghiên cứu vào tháng 6 năm 2020, có nghĩa là trước 6 tháng, nếu các bạn còn nhớ thành phố Thủ Đức thành lập ngày mấy ạ? Có ai nhớ không ạ? Nó vào ngày 31 tây vào tháng 12 năm 2020. Và đúng như nhận định của Nam là khả năng cái yêu cầu này sẽ được chính phủ chấp thuận, và thành phố Thủ Đức đã được thành lập. Và thành phố Thủ Đức thì sẽ được thành lập để làm chi ạ? Để thành phố chính thức đẻ ra một lộ giới hành chính mới, thì ngân sách nhà nước sẽ lại rót ngược về cho thành phố phát triển một cái khu mà hạ tầng chưa hoàn chỉnh. Và từ đó đến nay, sau khi mà thành phố Thủ Đức thành lập vào cuối năm 2020 đến nay, các bạn có thấy là mỗi lần chỉ cần 3-4 tháng các bạn quay lại Thủ Đức đẹp hơn không ạ? Thủ Đức đẹp hơn rất nhiều, và tốc độ hoàn thành về hạ tầng cực kỳ nhanh, các bạn ha. Thì tại sao thành phố trong thành phố lại mang lại một cái lợi thế giống như vậy? Và khi cái chính sách này được chấp thuận, các bạn ha, đang ước lượng vào thời điểm đó, đó chính là rất nhiều công ty và tập đoàn của Việt Nam, thậm chí là của nước ngoài sau này sẽ đặt trụ sở tại thành phố Thủ Đức để hưởng một cái cơ chế về ưu đãi lãi suất khi chúng ta khai báo thuế ở thành phố Thủ Đức.
Và nếu ở đây ai từng mở doanh nghiệp rồi, chúng ta sẽ luôn tìm một cái khu vực nào đó có lợi thế để chúng ta đặt trụ sở kinh doanh và khai báo thuế cho tốt. Vì khi chúng ta có lợi thế để khai báo thuế thì lợi nhuận của công ty chúng ta sẽ tăng lên. Đó chính là lý do mà tôi ước lượng là với cái chính sách thành phố, trong thành phố thì trong tương lai cư dân sẽ đổ về thành phố Thủ Đức ngày càng đông hơn cái cơ số đang là 1.500.000 dân, rất là nhiều. Bởi vì sao? Công ăn việc làm của họ nó ở đâu ạ? Nó ở đâu ạ? Nó ở Thủ Đức. Ở đây có bạn nào ở Thủ Đức không ạ? Ok, ngày xưa các bạn làm việc, các bạn sẽ di chuyển từ cái hướng Thủ Đức đi vào trung tâm hay là từ trung tâm đi ra Thủ Đức ạ? Chính xác đó chính là câu trả lời ai ở Thủ Đức 20 năm trước đều trả lời cùng một câu đó. Nhưng bây giờ xin hỏi lại các cư dân Thủ Đức, xa lộ Hà Nội, cống nào, Hầm Chui, Mai Chí Thọ và đặc biệt là đường Phạm Thế Hồng, các bạn đã có từng một cái ngày đẹp trời mà các bạn chạy từ trung tâm đi về Thủ Đức chưa? Thấy rồi đúng không ạ? Lúc trước thì sao ạ? Chỉ có một chiều thôi là từ Thủ Đức đổ vào trung tâm bị sao ạ? Kẹt xe. Nhưng mà bây giờ thì các bạn sẽ thấy một cái lượng người từ trung tâm đổ về Thủ Đức suy ra hai bên kẹt xe hết. Một phần nào một cái minh chứng nhỏ, rất là nhỏ về tiểu tiết khi tôi quan sát được cuộc sống như vậy để minh chứng cho mình à, những gì mình quan sát trong 2 năm trước bây giờ đã trở thành sự thật. Vậy nếu mà một nơi nào đó mà dân càng ngày càng đông, đúng không ạ? Công ăn việc làm ngày càng tốt lên và cơ sở hạ tầng nơi vui chơi giải trí có đầy đủ hết thì có làm cho bất động sản ở khu vực đó tăng không ạ? Tăng chắc các bạn. Tiếp theo đó là cái gì nữa ạ? Đó chính là nhờ cái ở trên nên ưu tiên về hạ tầng, hạ tầng nó sẽ cực kỳ nhanh ở đó. Ở đây ai bán kinh hôn em quá ạ? Ai thảo nhất kinh hôn em bắt là Quyền nè, là chị Dung nè và các bạn khác đúng không ạ? Ai đã từng đi đường Nguyễn Văn Tăng hồi trước Tết rồi giơ tay ạ? Đúng không ạ? Khổ hay sướng là nếu khổ thì giơ tay tiếp ạ? Đúng không ạ? Rất khổ các bạn ạ, thậm chí là xin thầy. Còn bây giờ đối với Nguyễn Văn Tăng nó ra như thế nào rồi ạ? Cực kỳ sạch sẽ, cực kỳ đẹp, đã khen thang rồi các bạn ha. Thì các bạn sẽ thấy những con đường tiếp theo mà thành phố Thủ Đức tập trung triển khai đó là đường Võ Văn Ngân, Lê Văn Việt hay là Tạ Xuân Quay hay là Lò Lu các bạn ha. Tất cả những cái con đường đó hồi xưa ở Việt Nam, thậm chí là ở thành phố của mình là nơi giàu nhất quốc gia, muốn hoàn thành một con đường cực kỳ chậm. Nhưng các bạn sẽ thấy một cái hiện tượng thông qua chia sẻ của con tim thành phố cho thành phố đã hình thành và ưu tiên phát triển hạ tầng các bạn ha. Các bạn sẽ thấy tốc độ làm đường tại Thủ Đức trong tương lai sẽ cực kỳ khủng khiếp. Những cái lô cốt mà các bạn đang vướng ở đường gì ạ? Võ Văn Ngân nè, Lò Lu nè, Đá Sứ Quay nè, Lê Văn Việt nè, các bạn ha, sớm sẽ được tháo thôi. Bởi tiền được dồn về đây để ưu tiên phát triển hạ tầng này để làm chi ạ? Khu công nghệ cao các bạn ha, thu hút rất nhiều tiền cho Việt Nam thông qua FDI. Vì vậy hạ tầng xung quanh hai khu vực đó bắt buộc phải đẹp. Tại sao phải đẹp? Tại vì thành phố Hồ Chí Minh phải cướp lại khách của những tỉnh lân cận, đó là Long An, Đồng Nai và Bình Dương. Họ đã cướp khách của thành phố của chúng ta rất nhiều rồi mà bây giờ thành phố phải lấy lại. Bởi hạ tầng rất nói hoàn chỉnh, ổn mà ổn thì xin một tràng pháo tay được không ạ? Tiếp theo đó là gì nữa ạ? Các bạn sẽ thấy là trong phần này nó sẽ không có những cái chi tiết mà các bạn đang cầu thị, đó là căn nó bao nhiêu, diện tích như thế nào, hướng ra sao đâu. Cô Tiên đang muốn định hướng cho các bạn một cái tư duy lớn hơn, đó là giá bán những sản phẩm đất với giá khác. Vì sao? Các bạn hiểu tương lai của những khu đất nó như thế nào rồi nha các bạn nha. Đó là gì nữa ạ? Mình nói lố không mình? Nói lố đúng rồi các bạn ha. Khi hạ tầng hầu hoàn tầng thì sao ạ? Thu hút ngay vốn đầu tư nước ngoài. Bây giờ các bạn sẽ thấy các khu công nghiệp ở các quận ven như là bây giờ đã lên thành Bình Phước rồi các bạn ha. Cầu Vàng, Giá Râm, Bình Phước, đó là lý do nó sốt. Tại vì sao? Các nước Mỹ bạn đã đưa một cái kết nối để họ về thành phố rất là nhanh. Thì sao ạ? Nhà đầu tư nước ngoài góp tiền vào Việt Nam rồi họ sẽ coi sao ạ? Được giá thấp nhưng mà về thành phố rất thuận lợi. Nhưng mà nếu sao ạ?
thành phố có một cái nơi ưu đãi về mặt chính sách. Vì sao? Thành phố mày chỉ cần đặt cái location của mình ở Thủ Đức thôi, các bạn sẽ được ưu đãi về thuế. Thì sao ạ? Họ sẽ suy xét lại về cải cách tuyên truyền và hạ tầng tương ứng. Tiếp theo đó là gì ạ? Đây chính là một cái concept mới. Và nếu các bạn tham gia vào cái buổi đào tạo của chủ đầu tư rồi thì các bạn sẽ thấy cái concept này cực kỳ hấp dẫn. Và minh chứng đó là triển khai thành công ở rất nhiều quốc gia rồi. Rất nhiều quốc gia đã thành công với cái chuyện new downtown rồi. Thì bây giờ các bạn quay trở lại cái câu chuyện của thành chính của thành phố thôi chứ không cần ở đâu xa. Nếu các bạn nào đang ở vùng quen, giống hồi trước được nhiều người gọi là vùng quen ha, là ở đâu ạ? Ở Thủ Đức nào, ở đâu đó ạ? Quận 9 nào, ở đâu đó ạ? Đông dân hơn đi, bây giờ phải đông dân rồi, đông dân khủng khiếp luôn. Ở đâu ạ? Hóc Môn nè, Gò Vấp nè, Bình Chánh nè, Bình Tân nè các bạn ha. Thì các bạn sẽ thấy một cái hiện tượng là sao, là cư dân trong lõi của thành phố bây giờ sao, là nếu thật sự là có ngày lễ các bạn sẽ thấy ở trong trung tâm có kẹt xe không ạ? Không hề có kẹt xe đâu các bạn. Vì sao? Sau 20 năm phát triển và định hướng giãn dân nào thì tất cả các đô thị vùng ven chẳng hạn như Gò Vấp, Hóc Môn, Củ Chi, quận 12, Bình Chánh, Bình Tân bây giờ là phủ khắp dân rồi. Phủ khắp dân rồi, có chăng nữa là chưa có một chủ đầu tư nào để xây sao ạ? Các tiện ích, trung tâm mua sắm và khu vui chơi ở những cái nơi giống như vậy thôi. Chỉ cần có thôi, giống như bây giờ cư dân Gò Vấp có đi cần đi vào trung tâm thành phố để Gò Vấp có không đúng không ạ? Có mà không đúng mà. Thì sao ạ? Tại vì sao? Họ đã có một cái điểm quán có không ở đó rồi, tình như trên đường Nguyễn Văn Lượng thì phải. Thì họ không cần đi vào trong trung tâm nữa. Thì nếu có một nhà đầu tư nào đó đầu tư tốt ở Gò Vấp thì đã có một cái đao sao mới ở đó rồi. Thì ở đây chúng ta có một cái dự án mà quy mô của nó bây giờ có thể gọi là đủ lớn. Và với tôi là người nghiên cứu về đất đai, về cái chuyện mà vĩ mô một tí xíu, có thể thách thức một tí xíu các bạn. Nếu các bạn tìm được một cái lô đất nào mà ở thành phố Thủ Đức có diện tích 120 hectare trở lên mà hợp long rồi, các bạn vui lòng gặp tôi sẽ đi tìm được quỹ đầu tư để cho các bạn môi giới thành công nha các bạn nha. Tại sao tôi thách thức người đó? Tại vì việc đó gần như là không thể ở một cái nơi được gọi là đắc địa và khu đông của chúng ta nữa. Nó còn là gì nữa ạ? Đó còn là hệ quả của những cái cơn sốt đất vừa rồi. Thì không chủ đầu tư nào đủ thời gian để gom đất lẻ lại để bán sỉ cho một chủ đầu tư được. Vì sao? Một cái diện tích mà 117 hectare như thế này các bạn. Hồi trước nhiều khi chủ đầu tư Sài Gòn Bình An hồi trước á, chỉ cần làm việc với 5-6 ông nông dân thôi, gom thành công đúng không ạ? Gom thành công chắc chắn rồi. Còn bây giờ các bạn sẽ thấy ở Thủ Đức, ở quận 9, ở quận 2, chỉ cần có một mảnh đất khoảng chừng 2 sào thôi, các bạn nghĩ xem tất được bao nhiêu sổ? Các bạn nghĩ xem chúng ta sẽ tất được bao nhiêu sổ? Đúng không ạ? Chí ít sẽ là 20 sổ. Còn thậm chí là theo quy định của nhà nước chỉ còn 60 mét vuông là nó tới 30 sổ luôn. Đúng không ạ? Vậy một cái diện tích là 120 hectare giống như thế này chỉ còn ước lượng ra thôi. Nếu nó là thổ cư toàn phần á, mình sẽ đi tìm khoảng 5.000 chủ hộ để thuyết phục họ bán cho tôi. Cũng khiếp không ạ? Vậy đến đây các bạn có thấy The Global City hay lắm ạ? Hay lắm ạ? Vậy cho Global City 80 trạng bỏ tay nữa là ha. Tại vì sao? Những cái hay nó còn ở phía dưới nữa, nó còn ở phía sau nữa. Và trong cái buổi sáng ngày hôm nay giải đáp cho các bạn những điểm hay mà người bình thường khó thấy ở The Global City được. Đó chính là công sức của content chuẩn bị cho các bạn. Và còn rất nhiều cái thứ khác nữa các bạn ha. Hạ ngồi cùng giải gặp nhau những buổi tiếp theo được không ạ? Được chưa? Và nãy thì bạn Tý có hướng dẫn cho tôi coi cái vị trí của Global City ở trên cái Queen King Wikipedia, cái Wikipedia các bạn ha. Media là cái chó trong đó, Wikipedia là để xem quy hoạch tổng thể các bạn ha. Tôi lúa hơn không biết xài cái đó, mới là lần đầu tiên biết nên tôi cũng xài Google Maps.
Về Google Maps, nếu các bạn biết và thuật toán một tí xíu thì các bạn sẽ thấy Google Maps nó sẽ đánh giá rất là rõ các bạn ha, đường này màu gì ạ? Màu trắng đúng không ạ? Ngay như Đỗ Xuân Hồng, công dân giống như tháng kia mà nó màu gì đấy ạ? Màu trắng các bạn ha. Tại sao cái đường này màu vàng đó? Đông quá. Đông quá đúng rồi. Tại sao cái đường này màu vàng đó? Cùng lý do, đó là cái con AI, cái con robot của Google Maps đó, nó sẽ đo được cái lưu lượng traffic ở trên đó, và tất cả những cái đường mà đường phôi vàng như thế này được gọi là trục đường chính, được chưa? Và cái dự án của chúng ta được gọi là dự án siêu kết nối, thì các bạn sẽ thấy cái đồ quỷ này á, nó siêu kết nối nè, nó siêu kết nối nè, nó siêu kết nối nè, và trong tương lai các bạn sẽ thấy đường Đỗ Xuân Hồng sẽ biến thành màu vàng. Tôi không phải thầy khỏi, nhưng thuật toán của robot tôi biết nó sẽ làm gì. Vì sao là khi ngư dân ở đây mà muốn đi vào làm việc ở khu công nghệ cao các bạn ha, người ta sẽ đi được gì nhỉ? Liên Phường và Đỗ Xuân Hồng. Xin lỗi với các bạn, kỹ thuật xe điện của Việt Nam sau một thời gian là 10 năm làm con chữ vượt qua. Mình đã chính thức chia sẻ với các bạn là mình đã dành kỹ phần xây dựng lại cho công ty Việt Nam. Hồi xưa các bạn thấy Trung Hồ đúng không? Thấy EDC đúng không? Cái nhiều nước ngoài đúng không? Còn bây giờ các bạn thấy tất cả các công trình đó ai xây? Việt Nam xây xong của Techcom, Dương Tech, rồi Hòa Bình, rồi Central, các kiểu. Tất cả những công trình Việt Nam. Vậy tại sao chúng ta có kỹ thuật xây dựng tốt như vậy mà đường xây hoài sẽ không xong? Bởi câu chuyện của nhà có mặt bằng. Và đây chính là món quà tiếp theo mà các bạn nên nói để cho các bạn hiểu rõ cái món quà mà các bạn mang tới cho họ. Nếu nhìn trên Google Maps coi nha, chưa kể Wikipedia, tôi chưa biết xài, các bạn đang được coi Google Maps thôi. Các bạn sẽ thấy cái đường Liên Phường này nè, và Hợp Long và cả ba các lái, nó là siêu kết nối lần thứ hai. Ở giai đoạn tiếp theo sau đó các bạn sẽ thấy đường Liên Phường này nó sẽ vàng lên, nhưng mà sẽ bởi cái lưu lượng sao mà người ta đi tắt, không cần phải quay đầu lên cao tốc, không cần phải hòa mà kẹt ở ngã ba nút giao an phú nữa, thì đường Liên Phường này sẽ tăng về mặt lưu lượng. Ai đi qua, nếu các bạn nghĩ rằng cái gì đó Global City ai vô đó đâu mà shopping, ai vô đó đâu mà đi làm gì, người đó chỉ là người giàu đó thôi, thì sau này các bạn sẽ thấy sao là có một cái lượng lưu thông sẽ tăng lên nhờ đường Liên Phường này hoạt động xong. Và các bạn coi Google Maps, các bạn sẽ thấy ở đây để giải quyết cái bài toán cực khổ nhất của làm đường tại Việt Nam đó là gì? Giải phóng mặt bằng nó gom sạch thôi. Vì sao ạ? Ở đây có tốt nhà dân thôi. Các bạn làm ơn dùng maximum Việt Nam đi. Các bạn sẽ thấy cái này được ở đây. Xe công, xe bồn chạy được tới đây rồi. Các bạn ha. Khi tôi phóng cái này lên thì ngay các bạn có thể thấy được một cái xe bồn. Có nghĩa là gì ạ? Thường mà chính tới dân là xong rồi. Cái loại này quốc nội nào ạ? Chính xác, Sport City. Cái loại này quốc nội nào ạ? Global City. Ở đây là hoàn chính rồi các bạn ha. Thì chỉ cần đường Liên Phường nó hợp thông xong, giá của khu vực này sao ạ? Tăng lên ngay lập tức. Bởi sao ạ? Tứ loại đều là tốt về quan trọng cả. Đây là những món quà nhỏ để mình thấy trước về tương lai các bạn ha. Dĩ nhiên bây giờ cũng là dự đoán thôi, còn sắp tới nó như thế nào thì tôi sẽ phải đi xem cái ông Sport City này ổng có đủ năng lực để triển khai hay không. Vì khi ổng không triển khai cái đường này nữa là đất trống, vì đó nó liên quan đến hàng của các bạn ha. Trừ khi phải có tương tác được sự thỏa thuận trên để giải quyết những công việc ở Sport City. Nhưng câu chuyện của Hợp Long Liên Phường giải quyết bài toán về rồi phải không mặt bằng ai được mở xong. Rồi mà quá. Nên là nói chuyện rồi anh làm chia sẻ không thế nào cũng hết hơi. Thiếu cái gì ạ? Cái này tư vấn khách sớm mà. Thì không phải chị. Đúng không ạ? Tiền đâu để triển khai đồng bạc 6 tuyến này đi đó. Không ai chỉ cho chính phủ chúng ta đi xin hết. Đúng không ạ? Xây cái tuyến MRT đầu tiên này có bao lâu hả? Bao lâu ạ? Chính xác, anh nhớ rất là kỹ, người theo dõi hạ tầng rất là kỹ ha các bạn ạ. Chính xác đã là 10 năm rồi.
cái câu chuyện của ông chủ shop ở trường lên hỏi, ông thấy cái bờ tường bên kia ông mừng đúng, ông nói chuyện cả năm trên TV luôn. Có nghĩa là gì? 10 năm rồi thu nhập của ông là con số 0. 10 năm các bạn ha. Vậy nếu khách của mình lan man ở đâu đó, đầu tư ở một cái nơi nào đó, khu Đông, khu Tây hay là khu Nam các kiểu các bạn ha, làm ơn các anh chị nghe lời tụi em suối mua Global City đi. Vì sao? Hạ tầng nó đang được ưu tiên để hoàn thiện. Muốn hoàn thiện hết cái xa hình này hả, cho con mình xài chứ không phải mình, đúng không ạ? Vậy trong vòng 3 năm sau, 5 năm sau và tôi nhận định là đó, từ đây đến tới 25 sống tăng bất động sản vẫn còn. Vậy các anh chị hãy đồng hành với tụi em mua cái sản phẩm này đi. Lời trước, sau đó làm gì ạ? Chốt lời, bỏ tiền vào túi đi sắm đất tới, được chứ ạ? Vì nơi nào đường tới thì nó có đời nó sẽ lên. Vì vậy hãy tập trung vào đây nha các bạn ha. Những cái tuyến MRT còn lại còn là phụ thuộc về hành chính và khởi công thế đó. 15 năm sau, 30 năm sau con mình xài. Và từ từ xem tôi nói như thế đúng hay không nha các bạn nha. Bởi câu chuyện xây về hạ tầng không phải muốn nói là xây được nha. Và các bạn sẽ thấy tại sao lại là Thủ Đức có liên quan đến Global City tự nhiên xem MRT, đúng không ạ? Ai muốn xem như này không mà giơ tay ủng hộ đi, giơ tay hết đi. Thấy các bạn ha, cảm ơn các bạn đã giơ tay ha. Giơ tay để cho các bạn tỉnh ngủ thôi chứ gì đó. Thì cũng thấy à, tại sao MRT lại liên quan tới đội Global City? Tại vì đây các bạn đã thống kê hết chưa? Các bạn đã thống kê hết những cái này chưa? Đây là các station, các điểm dừng chân của MRT. Và nó nối từ sao ạ? Ở đây Bến Thành cho tới tận điểm cuối của Thủ Đức. Các bạn sẽ thấy trọng điểm của tuyến MRT nó nằm ở đâu ạ? Ở trung tâm cũ là Sài Gòn hay là thành phố Thủ Đức? Đây là cầu Sài Gòn các bạn, Tân Cảng đây, Landmark 81 nằm đây. Thì từ đây đi vào gọi là thành phố Hồ Chí Minh, từ đây đổ ra gọi là Thủ Đức các bạn ha. Thì có thể nếu các bạn phân tích từ trên cao nhìn xuống, các bạn sẽ thấy cái tuyến này mà đẻ ra nè, hình như cho người dân thành phố xài, Thủ Đức xài, thành phố Thủ Đức xài các bạn ha. Chỉ cần mở đường Quang Trung, mở cái đường Cộng Hòa, mở cái đường Trường Chinh lên thôi các bạn, tự nhiên dân hòa về những quận chẳng hạn như là Gò Vấp, như là quận 12 và Hóc Môn ở ngay lập tức. Thì bây giờ các bạn sau đó chúng ta đã đi du lịch nước ngoài rồi, thấy sự lợi hại của MRT đó là họ sẽ ở rất là xa, nhưng mà đi vào trung tâm sao ạ, chỉ mất có 25 phút mà thôi, cho dù các bạn cách xa tới 30 cây số, đúng không ạ? Và các bạn sẽ thấy đây lại là một công sức của thành viên của Kho Thiêu. Lúc tôi đưa cái hình này lên tôi không có hình minh chứng các bạn, nói suông theo cái nghiên cứu về phòng dịch của mình thôi, nhưng mà nhờ bạn ra đâu rồi, uống đâu rồi, kệ cho uống một tràng có tay được không ạ? Các bạn sẽ được xem một cái hình do chú công sức tìm được để minh chứng cho cái lời nói của tôi. Đó này, 5 năm trước một cái trạm ở Trung Quốc nó chỉ có người hay cỏ, nó chỉ có một cái lòi lên thôi các bạn ha, một cái station thôi, hoàn toàn không có người ở đó. Nhưng 5 năm sau thì sao ạ? Hình như là cỏ không có, chỉ có người thôi, và building mọc lên. Mà thời gian thì bao lâu ạ? Nó chỉ 7 năm thôi các bạn. Bây giờ các bạn sẽ thấy một cái hiện tượng quay trở lại cái câu chuyện ở đây. Tất cả những cái dự án nào mà xung quanh những cái station này đó, cái trạm dừng chân này nè, trong bán kính 1 cây số trở lại, 1000 mét có thể đi bộ trở lại, hầu như đều tăng giá rất là nhiều so với trước. Vậy đây có phải làm thêm một cái niềm tin nữa giúp cho các bạn thấy là cơ số 1,5 triệu của cư dân Thủ Đức chính hiệu sẽ tăng trong tương lai không? Nó sẽ tăng lên, vậy sau này họ sẽ tiêu dùng, họ sẽ shopping, họ sẽ đi tìm nơi chơi, vui chơi, giải trí ở đâu ạ? Ở Thủ Đức, nếu The Global City xong. Lại thêm một lý do nữa, The Global City là một lựa chọn tốt, dù rằng giá nó chán thật. Nhưng tôi có thể chia sẻ với các anh chị và các bạn, nó chán thật nhưng đối tượng khách hàng, chân chung khách hàng của các bạn hoặc đó, họ là những người giàu,
họ sẽ ưu tiên cái yếu tố gọi là an toàn tài sản phía trên cái mức phần trăm lợi nhuận rất là nhiều. Nếu các bạn minh chứng cho họ 30%, 20% một năm là ít á, nhưng mà các bạn chỉ cần phân tích hạ tầng này kèm theo một cái câu chốt cuối cùng là lời em bao lời, chỉ có điều không cao và nhân bằng lần bằng đất vùng ven mà thôi, nhưng chắc chắn lời. Và khi mà người ta hiểu rằng câu chuyện là lời chắc chắn đó các bạn sẽ không bán được một căn đâu, các bạn sẽ bán được 2 căn, 3 căn. Tại vì với người giàu đó chỉ 8 tỷ để sở hữu một bất động sản an toàn các bạn ha. Những người có 100 tỷ người ta chỉ cần đòi 12-15% một năm thôi, nhưng mà với cái cơ số vốn ban đầu cực kỳ cao. Được chưa? Tại sao lại chọn The Global City? Câu chuyện này lại là một câu chuyện do cái ông có tiền không ta đá cho ta nữa. À, một đàn bảo tay cho anh Hiếu được. Nhờ anh Hiếu đặt cái cục đá cho anh Nam trong một cái buổi tiệc buổi tối, và Nam không giải quyết được, bản thân Nam cũng luôn lay theo luôn. Chung cha mà hai ơi, ký hợp đồng với lại poster mặt ngơ lúc một cái sự tương tác của hai bên cực kỳ thấp các bạn. Theo như tìm hiểu của anh Hiếu thì họ chỉ sao mà phụ trách ở cái mức gọi là thiết kế thôi, xong sau đó xây sao mà bay chết mẹ rồi. Ơi cái này đang giữ lại đừng có cái tiền cho vui tí xíu các bạn ha, để thức tỉnh các bạn chứ. Thì Foster & Partner nó có giúp cho mình an tâm khi mà đầu tư vào Mastery và The Global City hay không? Vì sao? Mastery, nếu các bạn biết Mastery Home các bạn ha, là một trong số hiếm những doanh nghiệp đặc biệt trong lĩnh vực bất động sản Việt Nam huy động trái phiếu từ nước ngoài thành công từ những năm 2019-2020 rồi. Vì tôi theo họ, tôi muốn giải đáp xem tại sao họ mua được cái khu đất vàng để xây Mastery Central Point ở Vinhomes quận 9, mà vị trí đó là trung tâm của dự án, ngán rất nhiều cái view của những block khác. Tại sao họ làm được việc đó? Họ là siêu nhân hay họ là một thế lực mới? Tôi mới đi tìm hiểu họ. Thì năm đó các bạn ha, Mastery Home phát hành thành công trái phiếu ra thị trường nước ngoài nha, trước cả Novaland. Nhưng mà thời điểm hiện tại không biết là do cái tin có 2 triệu trái phiếu á, nó sao à? Nó nhạy cảm, nó hot quá, hình như truyền thông tháo xuống hết trơn. Tôi không tìm ra nó, tại vì đó là một trong những minh chứng quan trọng để tôi chứng minh cho các bạn trong cái buổi ngày hôm nay là cái ông này nè, đối với một chủ đầu tư, đối với một dự án đầu tư các bạn ha, khi phân tích về chủ đầu tư tôi sẽ phân tích 2 yếu tố. Yếu tố đầu tiên các bạn biết là gì không ạ? À? Tôi xin viết ở đây để các bạn ghi chú lại và nhớ vào cuối giờ sẽ thêm cho các bạn ha. Về chủ đầu tư các bạn ha, có 2 yếu tố để các bạn có thể xét, và khi các bạn xét được vượt qua 2 yếu tố này, đây là một dự án đủ khả năng để làm giao. Cái yếu tố thứ nhất các bạn ha, không gì hết, tiền, đủ tiền để khai nổi cái 117 hectare này không? Cái thứ hai ha các bạn ha, đó chính là triển khai. Bạn có tiền, đúng là bạn có tiền rồi, nhưng mà bạn có khả năng xây hay không? Anh em chúng ta là những phụ huynh trong cái làng bất động sản này, chúng ta tiếp xúc rất nhiều cái dự án mà đất họ có, tiền họ có, nhưng mà không biết đất xây. Thế các bạn ha, thì nếu các bạn xét được 2 yếu tố này thì đây là một chủ đầu tư uy tín và đủ khả năng để triển khai. Thì về tiền các bạn có đi tìm cái minh chứng về phát hành trái phiếu ra nước ngoài, có nghĩa là họ phát hành một lần rồi thì những lần sau sẽ khả năng phát hành thành công rất là cao, nhưng không tìm được dữ liệu đó. Thì cũng chuyển qua Alex Foster & Partner, vì những dữ liệu đó chúng ta không có, nhưng Foster & Partner các bạn lên Google các bạn sẽ thấy cái độ quỹ của họ, đó chính là hợp tác với họ không hề dễ. Thậm chí đem tiền tới dân, giống như là cái cô Sally mà Nam nói chuyện trong cái buổi event thứ 7 vừa rồi đó. Sally thách anh Nam một câu, đó là nếu mày còn lo ngại gì về cái độ khó khi nói chuyện với Foster nợ Nam, tao cho mày cần thách. Mày làm việc với họ đi, và mày cho họ 1 triệu đô để thiết kế một cái nhà phố 3 tầng cho họ với chi phí là 1 triệu đô, thấp hay cao không? Quá cao, chi phí cao, cái gì mà cao, thiết kế ở phía ngoài thì mấy 20 triệu nó có quy định tắt là xong. Vậy mà đưa cho họ 1 triệu đô các bạn, nó cũng không nhận đâu nè.
thậm chí không trả lời mày được. Tại vì sao? Tất công đã thiết kế cho mày không giúp cho cái giá trị vô hình là thương hiệu họ tăng lên. Vì vậy các bạn Mastery đã ký được hợp đồng với Foster and Partner rồi các bạn ha. Thì trước khi mà ký hợp đồng chiến lược, các bạn sẽ thấy từ nước ngoài làm việc rất là rõ. Nó đưa ra những cái tiêu chí không phải giống đơn sơ giống như Nam như thế này đâu. Tao nói Mastery giàu đúng không? Mày gửi báo cáo tài chính trong 5 năm gần nhất cho tao coi. Dòng tiền của mày có sạch hay không? Dòng tiền của mày có đều hay không? Thì mày mới chứng tỏ mày có tiền các bạn ha. Và với kiểm toán nước ngoài thì các bạn trình biết trình độ của họ rồi đó. Top four nhiều khi còn thua cái tổ phân tích của cái đội mà của những chủ đầu tư như thế này. Được chưa? Để minh chứng cho việc Mastery và ký với Foster Partner này là một cái chắc. Tự nhiên nhận được một cuộc gặp tưởng hiếu, nói có vẻ chơi như thế nào, xong rồi nó xây ra từ sự toát mồ hôi các bạn ha. Thì tôi phải giải đáp cho bằng được. Đó chính là trong cái chuyến đi vào thứ năm tháng thiếu. Thứ năm tuần trước các bạn, tôi cùng với anh Đức và một số bạn nữa nhờ cái vé góp cuối cùng của Bảo Vinh thu xếp ra ngoài ngoài công trường các bạn. Gặp ngay cái ông giám đốc dự án, một ông nữa là giám đốc thi công và một anh chàng nữa là giám đốc thiết kế. Và anh giám đốc thiết kế đó là người làm việc trực tiếp Foster Partner. Thông qua rất nhiều câu hỏi các bạn ha, thì tôi với lại anh Đức nắm quần kéo áo lột vét của mấy ông để hỏi cho rõ xem ai mày Foster Partner có cái nhiệm vụ gì trong tay, trong khi mày xây ở Việt Nam nó ở đâu ạ? Đúng rồi, nó ở Anh lận, sao biết mày chọn cái cuộc đặt tàu lao của đến đây mà mày xây? Sao mà nó dám stand vô là xác nhận bàn giao công trình được? Đúng rồi, thì sao ạ? Câu hỏi đủ sâu các bạn ha. Vì cái câu chuyện này anh nói là vì mày nói sâu, không cần biết tắt biết cái này để chia sẻ với các bạn ở đây để mình xử lý người nhỏ đây là anh giám đốc dự án và anh giám đốc thi công đó là cái bộ quy trình làm việc, không có sale nào mà đi bộ quy trình làm việc của mày nó quá sao hết, tại vì nó liên quan đến nội dung của hợp đồng ký kết và biết thông tin lên đó. Cái độ sâu như tôi nói là thậm chí nếu các bạn biết cái độ sâu chứ như vậy các bạn estimate được là sẽ giá trị có từ hai bên cùng nhau nếu các bạn có việc đó. Thì anh nói là nó cho mình nghe đúng là nó bên kia thì chúng ta bên đây, nhưng mà việc một hàng ngày là báo cáo từ đây là không qua email hàng ngày. Email hả? Trời ơi, mày mà cứ nói tình trạng gì anh định gì vậy, mày cứ sợ không biết được. Đúng, chính xác, tao kêu nói đó. Tiếp theo các bạn đã thông qua những việc một hàng ngày rồi thì định kỳ hàng tháng Foster and Partner cử giám sát viên của họ bay về vấn đề sang Global City của mình để được nghe xem báo cáo của họ. Sure chưa? Ok chưa? Càng có tay của mặt tư. Đây là thông tin tiếc là không có bạn thành các thông nó hơi xấu xí, có tính như thành đẹp trai hay là lên các bạn ha. Tại trung tâm với hai nó và có thêm cái anh gọi là giám đốc thiết kế mà thấy ai mặc vest với lại xuyên bộ kinh gớm quá, ông đang mặc ông ta lỗ, ông không dám cho mình mất thôi coi cho người ta một chục. Chứ thật ra có ông ta là người anh và là tại vì sao anh hỏi sâu cho biết vậy, tại vì đầu ngày đó có một bạn hỏi là ô hello giám đốc thiết kế cho tôi hỏi mày là nhân sự của Mastery hay là nhân sự của Partner Partner vậy? Nói thật, tao nhận lương của Mastery cha mẹ ơi gà nhà khen nhau biết đâu. Thế là mới không giải đáp vấn đề các bạn. Và cái buổi mà chuẩn bị với lại hai bạn công trường nó kết thúc là phải lên xe bus. Thế là khi mà lên xe bus xong là nam nó cứ chạy vô ở ngoài thì bà con lo selfie tự sướng hai anh em vô săn tinh và lâu ra cái mặt tượng tổng trả lời này à, các chị nào và hãy cho anh Đức với lại anh Hiếu một tràng pháo lên. Nhờ tư duy của các bạn và nhờ những cuộc gặp của các bạn mà Nam đã có cơ hội đi xử lý được nhóm các bạn. Nên và Nam chưa nói hết nha, chưa kịp thời gian cũng hỏi về vậy công ty TC làm những gì cho tụi mày rồi. Nhưng sao ạ? Mastery nếu chúng ta không đủ khả năng authorize, họ không khả năng thẩm định họ thì Foster Partner đã làm việc đó. Và không phải một ông nha, Foster Partner về thiết kế tổng quan và thiết kế về cảnh quan là WATG cũng là hàng top thế giới luôn các bạn ha. Thì ông này không lẽ ông đi mua chuồng một lần hai ông top thế giới
giới để làm được việc đó thì đó là impossible. Nghe các bạn nhá. Tới đây thấy được một hay luôn. Hay chứ đúng không? Ok. Tiếp ha, lại tiếp tục về hạ tầng. Tại vì sao? Trong ngày hôm nay con nên phải giải quyết được niềm tin của các bạn. Vì cái câu chuyện tải đầu tư bất động sản là đường tới đâu trời lên tới đó. Đó là lý do toàn quốc chúng ta đang sao ạ? Bùng nổ bất động sản hết. Vì sao? Chỉ cần coi cái danh sách hạ tầng giống như thế này thôi, các bạn sẽ thấy hình như nó là toàn quốc. Chưa kể là có phòng của mình đi tới tỉnh thành nào cũng sao ạ? Gần 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 quát bắt bắt ừ triển khai ừ làm tiếp đi em. Nhưng mà vẫn là câu chuyện của họ tiền các bạn chỉ. Đây là gói kích thích kinh tế các bạn ha. Nhưng khi soi vào chi tiết các bạn sẽ thấy 350.000 tỷ đây nè, chi cho rất nhiều khoản mục mà trong đó nó chỉ có 110.000 tỷ để phát triển hạ tầng thôi, đúng không ạ? Hot nhất ở Hồ Chí Minh của mình là dự án gì về hạ tầng sắp sửa triển khai, ai cũng mong hết. Phần đại ba còn cách đấy lâu lắm không? Phần đại ba là câu chuyện ai cũng mong hết, còn các lái các bạn ha, yên tâm đi chờ luôn thôi. Theo định mệnh của cá nhân mình, ăn cuốn thì được, còn xoay ăn cuốn chắc chắn thành các bạn ha. Và tại chưa nói hết, có nhiều quá quên. Vòng xoay ăn cuốn các bạn ha, nếu còn lâu nhà là mastery thì các bạn sẽ thấy hiện tượng tiếp theo là vòng xoay ăn cuốn sẽ được triển khai đầu tiên. Bởi sao? Câu chuyện của thành phố, trong thành phố đã chia sẻ với các bạn đầu ngày rồi, sẽ được ưu tiên phát triển hạ tầng, vậy thủ đất chỉ cần trình lên thôi, ủy ban sẽ duyệt. Vậy quay trở lại 350.000 tỷ nha các bạn ha, xài có 110.000 tỷ cho hạ tầng thôi, nhưng mà phủ đều toàn quốc nha, chứ không phải riêng cho thành phố. Vành đai ba chúng ta muốn mất bao nhiêu tiền các bạn biết không, nhớ không? Bao nhiêu ạ? Không ai nhớ cái số này hả? Tại vì tôi thiếu cái số liệu 79.000 tỷ. Có 79.000 tỷ thôi. Thế các bạn ha. Vậy cô sẽ dự đoán Vành đai ba sẽ khởi công hoành tráng 15 năm nữa xài. Nếu nhanh hơn 10 năm. Giống như cái mà đi là tầng. Thế các bạn ha. Vì sao ạ? Vành đai ba lại vướng cái câu chuyện đặt đường. Đó là gì ạ? Đúng rồi, giải phóng mặt bằng ông nội ơi. Họ dùng cả trắng, hắc, bạch, vô thường đi xử lý hết. Thì các bạn đó rất là khó, rất là căng các bạn ha. Thì các bạn sẽ thấy ở đây thì quay lại một câu chuyện khách hàng của mình đang lan man ở Quảng Ninh đúng không, đang lan man ở Hải Phòng đúng không, đang lan man ở Đà Nẵng đúng không, đúng không ạ? Có rất nhiều nơi, thậm chí là cái nơi mà Mỹ Tho còn gái là Phú Yên chắc chắn sẽ phát triển các bạn ha, nhưng Phú Yên cũng sẽ chờ rất là lâu bởi câu chuyện tốn của hạ tầng. Vậy đây lại là một minh chứng để kéo khách hàng nữa. Thay vì anh chào đầu tư ở Bình Phước nè, ở Đắk Nông nè, ở Buôn Mê Thuột nè, các anh chị quay lại TGC với tụi em đi, chốt lời trước xong rồi lên đó lấy cái đất, mua cái đất lớn hơn và số tiền nhiều hơn, bởi chốt lời TGC. TGC 8 tỷ bán cho bạn, một chàng có tay cho TGC. Rất nhiều các bạn nam bạn ở đây chỉ là một vài số liệu, bạn nào thiên về nghiên cứu giống như nhiều người thì các bạn cũng sẽ thấy những số liệu cũng hấp dẫn hơn để thuyết phục cho bạn bán TGC nữa. Và sắp tới là thật rồi. Hay quá, hay quá. Đó, cái câu hỏi đó là hay lắm đó, hay quá. Tỉnh qua cho đây chút rồi, một chút nữa anh sẽ bằng cái câu mà quan trọng nhất ha. Khách hàng sẽ được gì với TGC và nếu được được bao nhiêu? Phải là câu hỏi hấp dẫn đúng không ạ? Ok bạn ha. Nãy giờ chia sẻ cho các bạn rất là nhiều rồi, thậm chí là bác ngồi dù là ở trong máy lạnh, nhưng mà tôi thay mặt cho công ty là một cái việc rất là vất vả, đó là thay đổi mindset của các bạn. Từ việc các bạn đang định giá một cái suy nghĩ là TGC giá cao lắm, TGC khó bán lắm, chân dung khách hàng biết rồi đó, biết là giàu rồi, không phải giàu bình thường, phải là siêu giàu ha. Vì họ dám mua một cái tài sản 35 tỷ thì phải chiếm tỷ trọng 20% cho một tài sản thôi. Có nghĩa tài sản của họ phải từ 150 tỷ trở lên, cash có thể quy ra tiền thì họ mới dám mua TGC. Thế
thì sao ạ? Phải thay đổi suy nghĩ của các bạn từ sáng tới giờ. Tiếp theo cái đà của anh Huy đã làm hôm trước, thì mong rằng buổi chia sẻ ngày hôm nay sẽ giúp cho các bạn tự tin hơn nữa với những cái bí mật mà tôi vừa chia sẻ với các bạn. Hãy dùng nó và tự quán cho chính mình thôi trước khi nhân tới tầng nhóm của mình. Vì tôi muốn rằng chúng ta đã đủ duyên trong sáng hôm nay rồi. Giờ này cuối năm 31 tháng 12 nguyên tay vào hết. Nguyên cái phòng này giàu hết, mỗi người lấy 1 căn, 2 căn cho tôi. Còn như bạn họ tốt sale lên hỏi sao? Lời chắc mà bạn chỉ cần tư ra đưa ra một cái tư vấn lời chắc thôi, khách hàng sẽ lấy 2 lần, 3 lần cho mà xem. Chỉ khác chăng, khó chăng là đi tìm cho đúng người mà thôi. Thế các bạn nào? Và với cái mô hình chi phối kết quả thì khó nhất là tẩy não và đưa cho các bạn những cái khái niệm, những cái lời chắc ở trong TTDC mà theo một cái quy trình logic, thông tin cụ thể trình bày từ đầu giờ tới giờ. Mới mong là khi các bạn thay đổi suy nghĩ nè, các bạn mới có cái cảm xúc, giờ có cảm xúc rồi đó. Ai có cảm xúc hãy đặt tay với bạn mình và kêu đi bán đi xin tiền đi bạn ơi, đặt cái lượng mà anh Huy cũng đốt cho các bạn trước này. Nhưng mà sao từ tuổi anh Huy đó tới giờ là hai tuần lễ tuổi bà rồi. Và bây giờ tôi muốn thay nó sao mà giúp cho anh Huy, giúp cho các bạn, giúp cho con tim và giúp cho bên bà của mình. Đây là một cái sản phẩm mà có thể tẩy đi ra được năng lượng tầm cao mới các bạn ha. Và khi các bạn cảm xúc lên rồi nè, nhớ các bạn ha, không ai khác là TCC có thành lực nếu các bạn không hành động. Và khi hành động rồi các bạn sẽ ra kết quả. Yên tâm đi, các bạn không nghĩ là mình làm được, nhưng chỉ cần các bạn nghĩ mình làm được thôi, các bạn sẽ làm được. Và khi lặp lại là nghĩ nè, cảm xúc nè, hành động nè, ăn gặp nè, quay lại suy nghĩ, mà đáng bán đó, làm tiếp và sẽ ra kết quả cho bạn xem. Được chưa? Và đây chính là cái mô hình mà các bạn chỉ cần gặp 3 đến 5 khách hàng thôi, gặp thì tá cũng tập được, làm hơn con tim sinh. Một tràng tay cho con tim mình thôi. Các bạn hãy gặp những gặp nào khó nuốt nhất, hãy mang về đây tôi tập giúp cho các bạn, để cho các bạn chốt lời thành công, để câu chuyện cuối năm khác là nguyên tâm khác phòng này, ăn một cái tên thì ngồi nhé. Các bạn ha, đây là mô hình chi phối kết quả. Các bạn ha, tôi với lại Lý Xuân Quy chưa có quen nhau lâu, và các anh chị ở trên đây là các bạn là một sự ngưỡng mộ. Ngày đầu tiên tôi vào đây là đi trên các hình rồi, vì sao các bạn trẻ và các bạn nhỏ như vậy? Thế các bạn ha, và ở đây cũng sẽ có Huy làm chứng nè, các bạn nào đã là best seller ở trên đây cũng nguyện dẫn đi. Thì sao ạ? Tôi sẽ viết lại những gì mà Lý Xuân Huy đã làm, các bạn best seller và anh Công An của Emra Việt Nam đã làm các bạn ha. Và nhờ Huy một lần nữa lên đây xác nhận xem cái công thức để cho thằng best seller này thành công hay không. Được chưa ạ? Không chừng là Huy kể rồi, Huy kể rồi các bạn chưa thống kê được. Và tôi là người của thống kê, tôi thống kê các bước làm, các việc hơn làm. Và Huy sẽ là người xác nhận xem nó có giống bạn như không, có gì sai với anh Huy. Đây là công thức để chọn thằng best seller này các bạn. Các bạn ha, biết gì không ạ? Biết đây gì không ạ? Hàng tiên con có chơi dễ sầu. À, hình người các bạn ha, hình người, con người của chúng ta ở đây. Vậy chúng ta ở đây khó nhất là gì? Khó nhất là ở đây là cái điều mà nãy giờ, từ sáng tới giờ tôi giúp cho các bạn thay đổi nữa. Suy nghĩ các bạn ha. Và hôm nay, sau cái buổi ngày hôm nay rồi, các bạn sẽ có 72 tiếng để action. Sau 72 tiếng đó, khả năng ngủ lên tới 75%. Nếu các bạn không đi gặp khách nữa, còn các bạn gặp khách, các bạn tùy nêu và các bạn có ngay lập tức đang được lựa chọn là ngày hàng đầu. Được chưa? Khi có suy nghĩ rồi các bạn ha, thử cách nè, tôi nói chắc luôn đó, không biết tôi không có chài cái sắp trên trên máy các bạn ha, nhưng khả năng cao các bạn sẽ làm đầu và đi gặp khách. Đây là bước số 2 các bạn sẽ làm. Bao nhiêu bạn sẽ cam kết là trong ngày hôm nay và tối đa là 3 ngày sẽ đi gặp khách đó và đi xin. Vẫn còn cái cách đã chung nhiều.
chưa đầy đủ để bắt mình. Phải đi đâu đâu? Có. Nhưng mà sẽ gặp cho 72 tiếng. Tại vì sao? Làm đi thế nào cũng được hòa. Chắc chắn sẽ nhận được hòa. Và Huy và các bạn có bestseller cho mình thấy nhận hòa này hoài à. Biết gì không ạ? Mình đâu phải là người mới đâu, khổ hải người mới đi gặp cái chốt liền. Sao ạ? Chắc chắn các bạn sẽ đem lại sự nhạc. Khó chốt lắm, chỉ phải chăm rất là lâu. Nhưng mà đối với những người mà có tên kia đó các bạn, vì suy nghĩ của họ đâu và động lực của họ kiếm tiền cực kỳ dũng mãnh, đó là lý do tại sao mà anh em rất gần lại rồi. Nhỏ xíu vậy đó mà nó chát xuôi suy đêm luôn. Nếu mà chát thì tâm hồn nó còn một giờ sáng nó chát luôn á, có nghĩa là năng lượng mình đi suy nghĩ mà muốn sẽ tăng được cực kỳ cao rồi. Và mong rằng cái cao nó sẽ truyền hết cho các thành viên của tập đoàn. Để sao ạ? Khi gặp cặp giống vậy nè, các bạn không có chán mà đi ra ngoài kết thúc cuộc chơi, chắc chắn rất nhiều trong chúng ta sẽ kết thúc cuộc chơi. Nhưng nếu xong sáng giờ tôi và con tim bạn rất là công sức cho cái bài học này, các bạn nào quay lại trên đây đi, gặp lại khách hàng đi, mấy người tiếp tục hết thuyết phục và tư vấn đi, thất bại đi, các bạn sẽ thấy khách hàng sẽ cảm động cho các bạn. Vì sao ạ? Các bạn hành động một cách mãnh liệt hơn và chân thành hơn với khách hàng. Bởi sao ạ? Những gì tôi chia sẻ cho các bạn rồi, con tim đã nghiên cứu rất kỹ rồi. Lời ở đây như thế nào ạ? Chắc các bạn ha, nó chỉ còn là lời con nhiêu mà thôi. Và khi các bạn cam kết như vậy đối với những người dư tiền và nhiều tiền các bạn, họ giải ngân 3 lần 5 liền mà chắc chắn. Vì đó là câu chuyện chắc chứ không còn là rủi ro, không có rủi ro của các bạn. Vì chúng ta đó là tiền của người thôi. Và như thế các bạn sẽ thấy, nếu các bạn muốn quan sát đâu là một best seller, các bạn sẽ thấy họ ở đây và cuối cùng là họ kiếm tiền. Nếu theo cấu trúc của cơ thể từ trên xuống dưới, cái chữ hành động ngã mang này để mang lại cho họ những bản thân của các bạn kia, nhờ đâu các bạn biết không? Nhờ cái đâu? Nhờ con tim hay nhờ con chung? Hành động một cách mạnh liệt nhất, khó bảo nhất, lì lợm nhất và lười biếng nhất chính là đội trình của chúng ta. Vậy chỉ cần các bạn tuyển quân xong, đào tạo nhân viên xong, đứa nào đi nhiều nhất, đứa đó có cửa lên quyền. Và bây giờ mình đi lên xác nhận con số này để xem thấy chạy mà đúng không, để cho các bạn thấy rằng bán cái gì siêu rất là khó, gạch rất là nhiều nhưng chắc chắn sẽ làm. Cảm ơn anh quá là nhiều luôn các bạn. Thay mặt Huy cho anh một tràng pháo tay cho anh rồi. Ở em của mình thì Huy cũng nói là rất là nhiều các anh chị có những buổi chương trình, nhưng mà thực ra là anh thân Huy sau buổi chương trình đó mà gặp Nam thì có những người anh em đồng hành và chia sẻ những cái cảm xúc về khách hàng và thân tích. Thật ra là Huy ngồi một buổi đó và Huy rất là rẻ với Nam về những số tiền rất là mình đi bán hàng. Nhiều khi mình tập trung quá vào việc kinh nghiệm của mình, rồi kiến thức của mình có, mình quên những cái số liệu lắm mà đang cho đi những cái số liệu, cũng như là sáng nay đang cho các chị mình những số liệu rất là hay đúng không ạ? Những cái chi tiết nhỏ nhỏ đó nó làm cho mình cảm thấy tự tin hơn rất là nhiều. Tới thấy gì mà nói cũng sẽ thật. Có tăng giá. Hai cái lần chứ. Có tăng giá thì chúng ta biết. Chúng ta sẽ biết được. Không làm được. Chúng ta sẽ biết được nó chi tiết như thế nào, đúng không? Nó đẹp ra làm sao, rồi nó có cái cơ sở nào để tham gia và thành phố Thủ Đức. Thì mình cứ nói là global nó nằm ở thành phố Thủ Đức, mà nó nằm ở thành phố Thủ Đức thì nó được cái gì? Thì rõ ràng câu chuyện của anh Nam chia sẻ với Huy trước đó và bây giờ thì thật sự cái cảm xúc của Huy thì mang cho khách hàng nó rất là tự tin, tức là nó tự tin hơn cả cái buổi Huy chia sẻ với các bạn. Và Huy chỉ gặp khoảng 3 đến 4 người khách, tức là trước đó thì mình cũng nói chuyện với họ cơ bản là em cũng bán sản phẩm này, rồi mình bỏ trên Zalo, họ cũng em Huy thì xuống này tư vấn, gặp anh chị tư vấn đi. Trong đó có một cái người hàng xóm của Ngân là chị Châu á,
chị Châu mình nghe anh xong rồi xuống chị Châu cũng kêu ở cô bé đó nó rủ chị mua bên này nè, là hai chị có ở đây. Thì cái câu chuyện đó giống như là một câu chuyện là mình có một cái sự đi, tức là mình nghĩ mình, tức là trước đó mình đâu có bán không, rồi mình không giới thiệu. Thì sau cái buổi mà được gặp con tim và cảm thấy cái logo là một trong những sản phẩm đáng là bán, và các cái việc đầu tiên của mình là suy nghĩ giống như anh đang nói. Sau đó cái suy nghĩ của Huy là làm sao để cho mình bán khách hàng, và Huy chia sẻ cái suy nghĩ đó với bạn ngày hôm trước. Và sau đó thì mình đã tự tin rồi, mình cảm thấy lô mồ đáng bán rồi, thì bắt đầu mình hành động. Thì Huy xuống tập những người đó, và cái lộ trình thật ra là những cái câu trả lời vừa rồi là nó đâu đó phải 60% là những khách hàng của Huy bán rồi, và 40% còn lại thì thật sự đó là những câu hỏi nó có khó hơn như vậy được. Thì sẽ có lộ trình đâu đó 2 tuần nữa là anh sẽ chia sẻ tiếp, bởi vì Huy đang giải quyết thôi. Bản thân của những người khách đã mua Huy mà 40-50 tỷ, 100 tỷ rồi thì họ cũng đang lên cân chứ không phải là cảm ơn Huy liền đi để được nghe. Để mua một cái sản phẩm như Nam nói nó không đơn giản là, với lại cái chuyện mà anh em mình ngồi đây phân tích với nhau, mình không có thể mình ngồi cái cách mà mình đem ra mình phân tích rồi mình vẽ sơ đồ đúng không, mình cũng không thể là thuyết trình cho các bạn ngồi nữa, chính vì là anh em mình ngồi đây mình phải nói là với nhau như vậy, rồi mình thuyết trình cho người ta một cách như vậy như vậy. Và đôi khi họ ở level cao hơn mình chỉ nói một xíu như Huy nói là anh ơi thằng có phân tích tiên lên thì nó sẽ có cái này, anh có mua bên Thủ Thiêm nhiều rồi, em anh có mua được tiền của sinh hợp nóng lên là anh giàu rồi đúng không, các bạn nội con nói đó nó làm cho mình à đúng rồi mà. Đấy, thì nó sẽ còn rất là nhiều vấn đề để chúng ta giải quyết trong cái việc bán hàng. Nhưng cái quan trọng nhất vẫn là cái hành động. Tức là bản thân Huy tư vấn cho anh ngày hôm đó là khoảng ngày thứ 3. Xong rồi cả chừng 45 phút nói chuyện. Xong rồi kêu, tao vẫn thấy chưa mua được việc để bữa nay mình ảnh thông báo tiếp. Thì cái ngày mà trước khi Swanway mà bán ngày hôm qua đó, thì anh bắt đầu gọi cho Huy. Bây giờ Swanway tới cái này mua cái nào? 30 mấy 40 tỷ tao cũng sẽ mua. Đấy, thì mình lại ngồi nói chuyện với anh khoảng 40 mấy phút nữa. Và cái câu chuyện ở đây nó không phải là việc chúng ta chốt deal như thế nào, mà chúng ta sẽ có những cái chi tiết của đội anh chia sẻ, và chúng ta có những cái điều để chúng ta nói chuyện với khách đúng không ạ? Khách sẽ phân tích với mình vấn đề này, và mình sẽ cho họ anh ơi chi tiết ở Global City nó sẽ có cái này, có cái kia, như nào được mà chia sẻ. Cái đó nó giúp cho chúng ta kết nối được với khách hàng. Cái đó nó giống như cái kiểu cảm xúc mà chúng ta quyết định một cái tài sản lớn, nó không chỉ đơn giản. Các anh chị ở đây cũng vậy. Hôm nay các chị thấy Global City đương bán, anh đang chia sẻ hay quá, chứ mình sẽ có cái năng lượng, mình sẽ có suy nghĩ bán đó. Nhưng mà 2-3 ngày sau lại có một dự án khác cho nên, thì khách hàng cũng vậy. Anh khách của Huy sẽ, ngày hôm sau ổng giao một mình. Huy nói với các bạn, điện thoại lúc nào cũng có 2 tháng, 1 tháng nghe, sao chào một cái private. Thì một ngày đi với anh thôi là phải 5-7 người chào. Thì mình nghĩ là một người khách họ còn có nhiều dự án hơn để cho họ mua. Nào là bạn Phúc nè, anh mua rất là nhiều. Nào là bạn Phúc nè, nào là Nam Long, Mitsubishi sắp ra nè, nào Spotify, nào tất cả những dự án các bạn chưa biết mà khách đã biết rồi. Bởi vì luôn luôn bên cạnh họ không phải chỉ có Huy, không phải chỉ có anh Nam, mà có những cái người giám đốc, những người tập đoàn lớn đó. Các bạn biết lên họ vài trăm tỷ mà giám đốc kinh doanh, thậm chí những người thiết kế dự án thôi là đã có thể chào giảm rồi. Đấy, thì các bạn làm sao để cạnh tranh mình với họ? Thì câu chuyện là Nam chia sẻ, chúng ta sẽ có rất là nhiều hành động để kết nối của mình với họ. Và chúng ta giữ họ ở bên cạnh mình bằng những cái tình cảm chia sẻ mỗi ngày. Có thể họ không mua lúc này, có thể là vân vân. Nhưng mà cái quan trọng là họ nói chuyện với mình. Và các bạn biết là để dành một khoảng thời gian 1 tiếng, 2 tiếng đồng hồ để nói chuyện với một sale là họ đã tập trân trọng mình rồi. Và mình phải có cái gì đó để họ trân trọng. Thì cảm ơn Nam rất là nhiều. Một ngày có tay nữa đi cho Nam đi các chị. Thật ra rất là quý vị các bạn là bất động sản, nếu các bạn gặp những cái trường hợp khó, các bạn bị bí, hoặc là các bạn thiên về quá bị bán hàng, anh mua đi lời, nhưng mà lời của nào không thích làm sao cho có lời, mà để không thích cho họ đã thì phải có những chi tiết. Bởi vì Huy vẫn nói chia sẻ trước là khách hàng có tư duy cái gì cũng biết hết, nhưng chi tiết thì mình phải show cho họ thấy và họ đến một lúc nào đó họ sẽ thằng em thì đã nói được rồi. Tuy là nó chưa đúng 100%, nhưng mà 70-80% thì nó cũng tạo ra sự khác biệt. Các bạn biết là khách hàng mà mua Masterline, chúng ta phải cạnh tranh với Masterline, cạnh tranh với sale in hàng. Thật sự các bạn thấy cái bài sale in hàng được kinh nghiệm sau sự vận hàng đúng không? Thì câu chuyện chúng ta làm sale, chúng ta đi ra ngoài, chúng ta không phải là nam, nhưng mà chúng ta phải cạnh tranh với lại những bạn sale khác. Vì các bạn phải làm sao xuất sắc hơn họ. Những cái phân tích của họ nó đi chung chung, nó đi thiên quá về Masterline Central Point, về Global, thì chúng ta có cả những kiến thức mà anh chia sẻ sáng hôm nay. Và cái chuyện đó nó giúp cho các bạn có một cái dấu ấn cho khách hàng. Và Huy tin rằng công thức này là không có sai chút nào hết.
và cái quan trọng nhất là cái từ hành động. Và bản thân Huy để rất là đen thì thật sự nó lại trải qua cái giai đoạn mà khó khăn nhất của cái nghề sale, tức là giai đoạn hành động, tức là trước khi mà chưa bán được khoảng năm 2017-2018 thì cái tư duy đó của Huy đơn giản nhất là trở thành một người sale đúng nghĩa. Tại vì trước đó là Huy làm giám đốc kinh doanh của một cái hãng trồng giới, và mình nghĩ rằng là mình bán được những cái thứ nó khó rồi thì mình vào cái nghề môi giới mình sẽ học được. Nhưng mà một hai năm nữa bạn đang viết bài thì có rất là nhiều người chia sẻ như vậy, thì cái tư duy lúc đó của Huy thay đổi để Huy được như ngày hôm nay, để được bán được hàng, đó chính là một người sale đúng nghĩa. Đúng nghĩa là sao? Thật ra làm sale nó rất là đơn giản, đúng không? Chúng ta phải đi gặp khách, chúng ta phải tìm được khách, chúng ta phải phân tích được sản phẩm cho khách, và chúng ta làm trong đủ thời gian. Một ngày các bạn dành bao nhiêu thời gian cho công việc? Ở dưới này mình cứ đơn giản là ok, mình biết mục đích bán hàng rồi, bây giờ chúng ta suy nghĩ rồi, chúng ta hành động. Bây giờ sáng 8 giờ lên làm việc đến 12 giờ, 12 giờ nghỉ trưa công ty, làm việc tới 6 giờ, và hôm nào cảm thấy là chưa đủ làm việc đến 9-10 giờ. Và các bạn biết là những công ty thành công thì bây giờ họ đưa vào thành công đó, tại vì thị trường bây giờ rất là khó. Và thực sự có một số những cái câu hỏi nữa mà bạn Huy chưa giải quyết được với khách hàng, và Huy hy vọng rằng là một ngày nào đó sớm hơn Huy có một cái bút kinh từ anh khách hàng đó, và Huy sẽ chia sẻ cái đó, tại vì nó rất là khó chứ nó không có dễ. Bởi vì nếu mà trở thành tỷ phú mà dễ quá thì ai cũng là tỷ phú rồi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn rồi, tới phần cuối cùng đây là động lực, động lực cho các bạn thấy thêm cái niềm tin, thêm cái niềm tin về cái hồ sơ tiêm của một mình của các bạn ha. Và tôi biết là ở đây cái thông tin mà các bạn lên đăng sẽ có với các bạn rồi, thì đây chính là cái quy mô của dự án. Sản phẩm của chúng ta đang bán các bạn chỉ có 192 sản phẩm, chứ một năm các bạn năm quy mô đấy, quy mô chưa đủ 912 căn các bạn năm, và cao hơn thì chúng ta sẽ có 10.000 căn để các bạn năm. Sơ một tí xíu dân số của sản phẩm này có bao nhiêu các bạn biết không? 12-13 triệu. Đấy các bạn ha, và người giàu ở Việt Nam đang tăng với tốc độ gọi là thần tốc. Dạ, tôi dự tính là người giàu ở Sài Gòn mình chỉ là 1% thôi, chưa tính ở Hà Nội nhiều hơn thành phố rất là nhiều. Vậy có 12 triệu đó 1% cư dân Sài Gòn gọi là người giàu chính hiệu, có nhiêu người ạ? Chính xác 120.000 người các bạn ha. Họ sẽ dành nhau 915 căn, dĩ nhiên sẽ còn rất nhiều cái khác. Nhưng cái khác của Global City đó chính là Global City đó là một bất động sản không còn ở bản cụ của Việt Nam nữa. Nếu các bạn nghiên cứu về Global City, các bạn sẽ thấy CNN đã đưa về dự án này lên trên tin tức của họ. Là nó đang ở quốc tế các bạn ha, còn mở bán Global City sẽ được mở bán ở Bangkok. Được chưa? Và với cái cơ số là 120.000 người đó các bạn, nếu tất cả 120.000 người đó mà biết tới là Global City, sẽ có một cái hiện tượng chắc chắn chúng ta sẽ thấy, đó là dành cho mua mấy hoàn cảnh sẽ phải thứ nhất là về cầu, cầu đã luôn cao hơn so với cung, và cung chỉ có 915 căn thôi. Vậy quay trở lại câu chuyện về nếm thóc nếm gạo ở đây các bạn, với cái cơ chế thanh toán là như là 20% thôi các bạn, 20% thôi, 80% còn lại là vay ngân hàng. Vậy với cái một cái căn trị giá khoảng 35 tỷ thôi, mà bây giờ lần bán số 2 này nó đã tăng lên một tí xíu, hình như là 3% rồi. Thì sao ạ? Với 20% này nó tương đương với cái chuyện là chỉ rót vào tiền tôi khoảng 7 tỷ cho tới 8 tỷ thôi. Thấy các bạn ha, với cái giá hiện hữu đang là 350 triệu. Được chưa ạ? Và ở đây tôi muốn viết ở cái dưới đáy đó là gốc rễ của vấn đề của các bạn ha, đó chính là Master Run. Gốc rễ của vấn đề chính là Masterline ở đây. Tại sao Masterline nó lại là gốc rễ của chúng ta của các công việc ở phía trên? 350 triệu là một mét vuông chắc thật, nhưng mà các bạn gặp các khách hàng, các bạn hãy hỏi khách hàng ở An Phú đó, anh tức anh bây giờ đang là 240 triệu đúng không, anh nghĩ xem nó có cái cửa nào để lên 480 triệu hay không. Các bạn hãy hỏi lại khách hàng của nó, nếu mà nó chán và các bạn biết tài sản của nó ở đâu. Vì sao ạ? Để một tài sản mà đã hình thành và đã tạo được thương hiệu của nó rồi,
nhưng giá gấp đôi là chuyện không thể. Nếu có thể, đó là một cái bài toán rất dài, rất khó. Nó phải tính bằng 20 năm. Nếu các bạn đang giữ đô lạm phát thì 20 năm giá sẽ tăng gấp đôi. Thì sao ạ? Với đội Global City khởi sự là ở đây, tất cả các thành viên của chúng ta ở đây, chúng ta bán hàng thành công, bao nhiêu bạn sẽ sử dụng marketing? Đúng không? Hầu hết chúng ta sẽ sử dụng marketing để mà kêu truyền thông với khách hàng. Và các bạn không biết, các bạn đã từng quen một ai đó ở trong cái ngành marketing được gọi là sừng sỏ Việt Nam. Các bạn không biết là trong một cái buổi nhậu mà chỉ cần họ nghe lời một từ mới thấy họ đã là những người thành viên. Những gì mà các bạn đang dùng đó, cái ke chai lớn ra, cái ke lớn ra mà các bạn đang sử dụng ha, chai nước khoáng mà các bạn đang sử dụng ha, xin bật mí cho các bạn đã bị thế lực marketing nhồi sọ trong vòng 20 năm trước đó. Có nghĩa là bây giờ các bạn đi mua Navi, các bạn uống Coca, các bạn đi mua cái cà phê S các bạn ha, các bạn sẽ thấy một cái hiện tượng là các bạn đã thấy cái quảng cáo của họ đủ lâu trong thời gian rất dài. Đó chính là năng lực của marketing. Vậy vì vậy Masterize đã làm rất nhiều thứ để đẩy dự án này lên ngoài chuyện phía con bên kia rồi các bạn ha. Bao nhiêu bạn ở đây đã bỏ tiền ra viết một bài báo về Mastery The Global City lên trên báo và phủ hết tất cả các tin? Ai làm được việc đó? Không ai làm được việc đó hết. Nhưng Mastery đã làm việc đó free cho chúng ta. Việc của chúng ta là ngồi lên Global City và hưởng từ 3% cho tới 7% mỗi lần mở bán. Và trong suốt sao là khoảng thời gian là 4 năm triển khai của mình, họ sẽ có tới 18 lần mở bán. 18 lần mở bán mà cơ hội của mở bán là gì? Chúng tôi với các bạn nhờ marketing mà ra. Hồi xưa có bao giờ các bạn đi tham đi chơi ở trên Landmark không? Landmark 81 hay là Vinhomes Tân Cảng không? Chúng ta không có đi, chúng ta nói là rìa thành phố. Đúng không ạ? Nhưng mà marketing sao ạ? Đã nhồi chúng ta trong 5 năm liên tục. Và bây giờ mỗi lần có sự kiện gì lớn, mỗi lần có dịp bắn pháo hoa, chúng ta đi đâu ạ? Đó là tác dụng của marketing. Và mỗi đợt tăng giá như thế này ha, quay lại cái câu chuyện cho các bạn. Từ 340 triệu thông qua cái khoản marketing của Masterize rồi, theo các bạn có lên 400 triệu được không ạ? Được không? Được, dư sức được các bạn ha. Trong 2 năm đó họ chỉ cần mở bán 5 đồng thôi, mỗi đồng 2 tháng sau mở đóng dọn hàng, 2 tháng sau mở tiếp. Thì trong vòng 2 năm đó các bạn ha, tôi không nói tới con số nhiều là nhân đôi, từ 350 nhân đôi thì là bao nhiêu triệu ta? 700 triệu các bạn ha, thì possible, không thể, rất là khó. Nhưng tôi chỉ nói lên cơ số là 400 triệu thôi trong 2 năm các bạn ha. Ở đây tôi nói là 24 tháng. Bao nhiêu bạn xác định con số này khá thi ạ? Tôi xin cái cánh tay ạ. 2 năm tăng 50 triệu các bạn ha, là hơn nhân 7 tỷ của 35 triệu là 20%, đúng không ạ? Với diện tích mỗi một sàn là 100 mét vuông, 98 mét vuông thôi, nhưng mà tôi làm tròn 100 triệu nhân các bạn ha. Lãi 50 triệu một mét, nhân dùm tôi lãi bao nhiêu tiền? Bỏ tôi bao nhiêu tiền ạ? Bao nhiêu ạ? 500 à, có 5 tỷ rồi. Lãi chỉ 5 tỷ thôi các bạn ha. Có với người giàu lãi 5 tỷ nó không có phê nếu nó là một con số. Nhưng các bạn hãy làm ơn quy con số 5 tỷ trên 100 mét vuông này nè, với số vốn thật mà họ được free lãi và gốc cho tới thời điểm đó, nó chiếm tỷ trọng bao nhiêu trên con số 7 tỷ này ạ? Bao nhiêu ạ? Đó là 69% bao nhiêu. Và với một cái kênh lợi nhuận mà lời thì chắc lãi 69 triệu bao nhiêu? 69% trong vòng 2 năm theo các bạn. Quá đáng rồi. Đáng không ạ? Quá đáng. Đáng không ạ? Vậy xin đáng mấy không ạ? Quá đáng. Quá đáng không ạ? Quá đáng không ạ? Quá đáng thiệt. Không có nói cái câu chuyện mà giống như là Sala
nó khó. Tại vì sao? Bây giờ thành phố Thủ Đức thông tin về hạ tầng nó lộ hết rồi, nhưng chúng ta chỉ cần biên một lợi nhuận nhỏ thôi với một sản phẩm là an toàn, lời thì chắc, thì với con số là 69% trong vòng 2 năm như thế, chắc chắn các bạn sẽ, nếu gặp được khách hàng mà muốn tìm được tài chính đó, họ mua 2 lần hay 3 lần thì về nhau là được. Và câu chuyện này cái gì thành đúng không ạ? Hay là không ạ? Thấy cũng được ha. Thêm tặng khách hàng 69% trong vòng 2 năm thấy cũng được ha. Và câu chuyện còn lại các bạn ha, hãy để mastery lo và để poster và nơ lo một cái chuyện video mà các bạn có thể làm. Và nếu các bạn chưa tin về cái năng lực của marketing đâu, nó gần thôi các bạn sẽ thấy, nếu các bạn cần tiếp xúc với những cái người bán hàng giỏi mà họ có kỹ năng marketing đâu, thì các bạn sẽ thấy cái cây viết này mà họ bán được thì họ cũng bán được. Đúng không ạ? Các bạn tin tôi bán được cái viết này 10 triệu không? Đúng không ạ? Hoàn toàn có thể các bạn ha, nếu các bạn biết kia và marketing đó. Vậy câu chuyện này chúng ta không dọn mastery, hãy để nó họ làm nó thay cho chúng ta. Vì của chúng ta là may 60% để tặng cho khách hàng, tùy khách hàng của anh họ. Đó chính là câu cuối mà đang đi với nhau. Thì đây là gì ạ? Một cái hũ cá muối xíu xíu như thế nào thì các bạn đã có cơ hội trải nghiệm nó chưa? Nó giống như cái hộp dụng lạc của mình tí xíu. Thế các bạn ha, giá của nó có gì đây là? Có clip nè. Năm thì không được cơ hội ăn cái hộp cá này, chỉ là ăn cái chiếc cá đen thôi. Thế các bạn ha, nhưng mà được người bạn của mình thương là đáng yêu, ta mua cho nó chưa 50 gram, giá của nó có 12 triệu đồng. Và mỗi người múc một muỗng bằng cái, không phải cái muỗng inox nha, vì tối kỵ nó muỗng inox, họ dùng cái muỗng bằng xà cừ ha, các bạn đã bằng bỏ sò để múc cái chân đó và để lên ở trên cái miếng bánh quy cả tất cả. Nên đừng dạy mình vào cách dùng tiền các bạn ha. Ở đây ai thấy cái câu chuyện này rồi à? Ai đã từng đọc cái tin này rồi về Elon Musk, về SpaceX rồi à? Và họ đã sau họ trả cái số tiền là 1.4 triệu đô các bạn ha, chỉ tồn tại được 4 phút trên chân không, sau đó chào. Chỉ vậy thôi các bạn, quyền của chúng ta là hãy kiên nhẫn, vì họ có những cách xài tiền rất khác thường mà chúng ta không đánh giá được đâu, vì chúng ta là hãy đem sản phẩm này đến cho họ mà thôi nha các bạn ha. Ok, đáng lẽ là một cái hình nữa rất là hay, nhưng mà chúng ta nấu quá rồi nên không cần phải có thêm nữa. Đây là chúng ta sẽ thực hiện. Tại sao các bạn trên kia là các bạn sẽ thực hiện? Tại vì các bạn đang phát triển. Nếu các bạn sau cái buổi ngày hôm nay các bạn quay lại tất cả những cái hành động của mình hoài hoài giống như xưa các bạn ha, chắc chắn luôn vào 31 tháng 12 năm 2022 kết quả của các bạn nó bằng kết quả của 2021 cộng thêm được giá trị đồng hết, thậm chí rất hơn, tại vì năm nay chi phí nhiều hơn, được chưa? Và sau ngày hôm nay rồi, tôi mong là các bạn vô tình biết được Global City rồi, hãy hành động bằng đôi chân của mình, đi tìm khách hàng của nó cho họ về Global City. Để chúng ta có câu chuyện khác giống như tôi nói, và hãy tất cả chúng ta dùng hết lương đồng, được chưa? Còn cái hình nữa, nói nha, cái hình nữa là cái hình này nó là cái gì? Lần thứ 3, khi nào bạn nào mà chúng ta có thêm để bỏ cái xuống thứ 3 rồi để nhận thêm cành và đá. Và cái xô thì để sẵn rồi, giờ Huy mang về để ở đây phụ một hũ với sẻ. Tất cả chỉ để giúp cho các bạn chúc cho thành công thôi.
và kiến thức của tôi chỉ riêng vào vấn đề này có thể tư vấn và đa lĩnh vực, và nếu các bạn có một câu hỏi liên quan và thậm chí hấp lúa hơn, tôi sẽ thay cho các bạn gặp những cao thủ hơn để giao họ. Được chưa? Và cái hình này sẽ được giải đáp trong cái buổi tiếp theo ha, đó là cái gì? Ok. Không hoàn lại á, trong trường hợp mà khách không chọn được các ưng ý thì khách có thể bảo luôn cái số tiền bổng kinh đó trong những cái giai đoạn tiếp theo của Global City cho đến khi mà khách chọn căn được thì thôi. Thì và cái số tiền đó nó sẽ có hiệu lực cho đến tháng 12 năm 2022 là hết năm nay. Thì trong trường hợp mà khách không muốn mua Global City nữa thì khách có thể chuyển cái số tiền đó mua những cái dự án khác của Masterbrand Home như là MCB, Shophouse Lumiere hoặc là Grand Marina Sài Gòn. Thì cái đó là cái chính sách booking. Thì đối với những cái khách mà muốn booking định danh á, là chọn căn luôn á, thì nó sẽ có cái chính sách bán sỉ là từ 3 căn trở lên. Nếu như khách mua sỉ từ 3 căn trở lên thì nó sẽ có những cái mức chiết khấu tương đương với cái số căn mà khách mua, 3 đến 4 căn thì sẽ được chiết khấu là 0.5%. Thì cái chính sách nó sẽ như cái quy trình nó sẽ như thế nào? Thì ví dụ như mua 3 căn đi thì khách sẽ bốc 3 tỷ vào chủ đầu tư. Thì sau khi bốc xong 3 tỷ mình sẽ mời khách lên văn phòng chủ đầu tư và chủ đầu tư sẽ mở cái giỏ hàng để cho khách chọn. Trong trường hợp mà cái giỏ hàng đó mà cũng không có căn ưng ý của khách luôn, khách muốn chọn một căn khác trong mặt bằng, căn góc hoặc là căn gần trung tâm thương mại hoặc là căn mặt tiền tổ xuống hợp á, thì lúc đấy mình sẽ đi với chủ đầu tư để lấy hàng cho khách. Rồi trong trường hợp xấu nhất mà không lấy được căn nữa thì cái 3 tỷ đó, cái số tiền vốn định cho cái điều sĩ đó sẽ hoàn lại cho khách hoàn toàn và chủ đầu tư không có giữ lại đó. Thì cái đó là cái chính sách của khách mua lẻ và mua sỉ. Còn đối với cái lãi suất mà hồi nãy chị có hỏi á, sau 24 tháng á, thì bên chủ đầu tư họ sẽ áp dụng cái mức lãi suất và dựa theo cái lãi suất tại cái thời điểm mà Techcombank họ quy định ngay cái lúc mà khách cần phải thanh toán ngân hàng, thì tầm đâu đó là 8-9% cộng thêm biên độ nữa là từ 10-11%. Về cái thông tin mà chủ đầu tư release ra mà bên mình nhận bị chậm á anh Tuấn, tại vì thực ra cái đó là cái tình hình chung của tất cả các sàn. Trước khi á, mà chủ đầu tư họ gửi thông tin cho sàn mình á, thì họ cũng lên cái website của họ trước, tại vì luôn luôn họ là cái người lên sóng đầu tiên thì mới tới những sàn F2 và những bạn đi trình bên ngoài để lan tỏa cái thông điệp chính của chủ đầu tư. Vì nếu như một cái thông tin official như vậy mà khách hàng nhìn thấy được từ một cái bạn sale nhỏ lẻ nào đó mà chưa lên sóng website á, thì nó cũng mình cũng không biết, mình và khách cũng không biết cái thông tin nó có chính thống được hay không, mình cũng không có kiểm chứng được. Cho nên cái vấn đề đó thực sự là cái vấn đề muôn thuở cho tất cả dự án và tất cả chủ đầu tư luôn đó. Thì đối với cái khu ẩm thực mà anh đề cập á, thì nó sẽ nằm ngay khu vực là LK567. Không biết mọi người còn câu hỏi nào không ạ? Dạ. Ok, em xin mời. Em rất là may mắn có một cái đội công ty thật là hùng hậu. Những chưa trả lời nhà đâu. Không biết là anh chị có cầm cái xa cái mặt bằng của Global City lên thì thấy sẽ là cái liền kề 567 và đối diện cái khu trường học quốc tế, đúng không ạ? Hiện nay khả kết nối của Global City là cái đường mặt tiền 20 mét, cái liền kề 1 và 3 và sẽ nối thẳng ra đường Đỗ Xuân Hợp. Liền kề 7, mặt tiền đường liền kề 7 sẽ nối thẳng ra đường Đỗ Xuân Hợp, tức là cái nối thẳng luôn đấy. Trong Global City của mình mà cái con đường mà lối ra đường Đỗ Xuân Hợp chỉ có một đoạn đường liên phường là độ dưới là 35 mét. Thứ hai là đường chỗ liền kề 1 và liền kề 3 lối thẳng ra đường Đỗ Xuân Hợp, và liền kề 7 là lối ra Đỗ Xuân Hợp, còn tất cả còn lại là không có đường ra nhé. Thông tin là thông tin chính xác là không có đường ra, nó có giải phân cách. Còn cái phố đường Gan Thang và bản chất đây là cái hai cái khu, tức cái đường nội bộ 14 mét của liền kề 5, liền kề 6, liền kề 7. Thì
thì người ta sẽ làm cái gọi là cái bố cục ở đó, thì nơi đó là đường nó không liên thông thì mới làm được bố cục. Mọi người mở mở sao làm được thì tìm rõ. Hiện nay thì biết là mọi người đã bán được tất cả cái lỗ dưới của đường trong Google City chưa? À, đây là đường liền kề 1 này, chỗ liền kề 1, đường này là đường 2 mét, lối thẳng là đường sân hầm, tức là nó đúng ra là đường sân hầm luôn. Và đường đối diện đường liền kề 7, từ này lối thẳng đường sân hầm. Và đường liên phường 35 mét, lối ra đường sân hầm. Còn tất cả các loại đường còn lại, tức là không có đường nào ra đường sân hầm. Đúng là cái cách thông của người đi. Cho nên thì đây là tại sao chúng tôi chủ tư truyền thông là khu Soho là khu số đất nhất, vì tất cả cái đường mà lối ra đường Đông Sơn hay ra đường cao tốc nó là đây thì đều liên quan đến khu Soho này. Cái khu ẩm thực ấy, tại sao các bạn chủ tư lại dành ra là khu liền kề 7, liền kề 6, liền kề 5 là khu ẩm thực, vì đơn giản ở đây là cái đường này nó không có lối thông thì nó làm không được thì còn cần phải đi bộ mà. Thì đường không thông thì cái nào được thì nó dành nó là khu liền kề 7, cái khoảng đường liền kề 7 liền kề 6, liền kề 6 liền kề 5, nên là cái khu này là khu có thể nói là sau là rất là đất đai. Còn mặt tiền cái các khu liền kề mặt tiền đối xứng này là cái độ dưới là 14 mét là đường 11 và quá giải cái cách đứng. Là mọi người phải nắm rõ là cái đất đường cho đây rộng bao nhiêu mét. Ví dụ cái đường giữa này, đường giữa này rộng 35 mét, 35 mét mọi người nhá, đường này là rộng 20 mét. À cái đường cái đó là mình rất thông tin là rồi bộ mình chia sẻ của thông tin của công ty đã chuẩn bị để các anh chị có thể tự tin và tư vấn cho khách. Đó là đây là một cái sản phẩm nhà liền thổ mà đã có sổ rồi các bạn nha, nên khi các bạn thanh toán và ký hợp đồng mua bán xong sẽ được nhận chuyển nhượng, đúng không Bảo Vinh, sẽ được chuyển nhượng từ Masterize sang cho chính chủ của các bạn nha. Và nhà đây đã là liền sổ. Và một khi đã có sổ rồi thì các bạn yên tâm, tất cả những thiết kế và thi công ở đây đã tuân thủ theo đúng 1/500, chứ không như những khu đô thị khác mà làm sai cái thiết kế 1/500 thì không ra sổ được nha các bạn nha. À, để chia sẻ thêm một chút xíu là cái chỗ này cho mọi người đấy, dự án của mình đó là về phân khu sổ bán đầu tiên nhé, là mình đã ra sổ hồng đất hết tất cả rồi nha mà chị, mình đã có sổ hồng, đã có số tờ số thửa. Nếu như mà khách hàng nào có tiềm lực hoặc là các anh muốn tiếp kiểm chứng mình thì có thể liên hệ mình lên địa chỉ trên thành phố á, mình có thể kết được cái địa chỉ số tờ số cửa. Thứ hai còn nếu như khách hàng muốn cái trường hợp có là em nói với anh với chị rằng là có sổ rồi, vậy cho anh xem sổ đi rồi anh mới cặp tiền. Dạ ok, các anh các chị hãy mời khách hàng mang sẵn tiền luôn và chuyển nhượng tiền trong tài khoản lên chủ đầu tư. Chủ tư, tại vì hôm trước có bên chủ tư đã nói rồi, cứ mang tiền sẵn lên một chủ tư cho sổ để cọc rồi booking. Đó, tức là đây là cái key để cho mọi người trường hợp khó mà khắc mà khó, nói không mua được, không rớt được tiền booking, hãy sử dụng chiêu đó cuối cùng, mời lên chủ đầu tư. Thì bên Ada sẽ liên hệ cho chủ tư trước, tức là mình phải xem cuộc hẹn trước, thông báo với chủ tư sẽ xem cuộc hẹn đó để cho chị rút booking một cách chuẩn nhất đó, để không bị lỡ khách. Sổ đất đã có, số tờ số thửa, tại vì mình đang bán là nhà hình thành trong tương lai, sổ đất đã có, dự án quy hoạch 1/500 không phải xin giấy phép xây dựng mà phải tuân thủ theo quy định của 1/500, trừ trước 3 mét lùi sau 2 mét, xây theo quy chuẩn của 1/500 ở đây, xây xong hoàn
hoàn công mới cập nhật sang tên cho người khách hàng, là lúc đấy bàn giao với khách hàng đó. Tức là mình đang bán dự án nhà hình thành trong tương lai, sổ đất đã có, tức là cái pháp lý về bất động sản là cao đó. Chỉ còn một bước nữa là xây nhà và hoàn công, thì xây nhà phải đúng thiết kế thì mới hoàn công được. Để hoàn công xong vào sổ thì lúc đấy chủ đầu tư mới chuyển nhượng qua cái khách hàng, thì lúc đấy khách hàng mới cầm sổ về đó. Và em chia sẻ thêm một chút xíu, tại vì cái sự kiện hôm nay rất là dài, nhưng mà do cái anh Nam rất là nhiệt để truyền cảm hứng cho tất cả mọi người hôm nay rồi, thì cái phần còn lại có thể dành cho một buổi tiếp theo nữa. Thời gian có hạn nên em chỉ chia sẻ thêm một chút xíu cho người đó thêm đó. Cái dự án của mình, cái đường Đỗ Xuân Hợp này đây này, hiện tại quy hoạch của đường Đỗ Xuân Hợp khoảng là 30 mét, nhưng hiện hữu nó mới chỉ khoảng tầm khoảng 20 mét thôi. Nó còn vỉa hè phía bên khu dân cư hiện hữu. Và hiện tại mọi người đang đi đường Đỗ Xuân Hợp, mọi người thấy một cái bức tường, thì sau này cái bức tường này nó sẽ bỏ đi, ở đó nó sẽ là một cái luồng cây xanh. Và bên trong dự án mình sẽ có một con đường nội bộ nữa, tức là sẽ hai con đường, mọi người hình dung được không? Tức là cái bức tường sẽ là một cái luồng cây, rồi cái luồng cây sẽ có cái đường nội bộ của dự án mình, xong rồi ra rồi một cái đường Đỗ Xuân Hợp, mọi người hình dung được chưa? Tức là dự án của mình mặt tiền Đỗ Xuân Hợp là mặt tiền chính, là nó khác tất cả các dự án khác, là nó có cái khoảng cách từ đường cao tốc và tới cầu Thăng Lý, là một cái mặt tiền nhân diện để thu hút tất cả mọi thứ. Mọi người chưa? Nó không phải là để bức tường như ngày nếu mình đã thấy, tại vì chỉ cần dự án lên một khoát, bỏ bức tường lên một khoát, cộng với đường Đỗ Xuân Hợp lên 30 mét, tại vì đường Đỗ Xuân Hợp vừa hình như em nghĩ chứ em nhớ không nhầm là hình như là nó mới sửa lại cống tập nước, hình như mới xong hồi cuối năm ngoái nó mới đặt cống hộp xong rồi. Tức là bây giờ nó chỉ cần lên dự án xong là lúc đấy, như anh đang hồi lúc này nói, ở đây nó còn cái nút cầu Thăng Lý, là một cái nút thắt của cái cầu Thăng Lý, và cái nút chỗ này là nó đang chờ chưa làm xong cái cầu Thăng Lý thôi đó. Cái cầu Thăng Lý của mình nhớ đây này, mà cái cầu này là bài ca của bao nhiêu người ở đường Đỗ Xuân Hợp rồi đó. Tại gia là em chỉ muốn nói chút nhỏ thôi, còn chia sâu hơn thì hẹn mọi người một buổi chia sâu, em sẽ nói về tổng thể và nội lực, vị trí nội lực của khu Global City và cũng như nội lực của toàn khu An Phú này, bao bọc bởi cái con sông Rạch Chiếc này, bao gồm cả là khu đô thị Rạch Chiếc, Sài Gòn Sports City, rồi là Global City, và cộng thêm những anh em hàng xóm hiền hữu, làm sao để phân tích cho mọi người thấy, tại lý do để củng cố thêm niềm tin cho mọi người, tại sao mọi người hôm nay có chút thời gian ở đây và để củng cố là chúng ta đã chọn Global City rồi, chúng ta đã chọn đúng dự án rồi, và làm sao để tránh những lúc mà anh ta có như là lúc đấy chúng ta sung rồi, chúng ta đi tới hàng đầu rồi, chúng ta đã gặp thất bại. Thì từ cái chỗ thất bại phải bán ra không hề khó, cực kỳ khó, nhưng mà từ khi gặp cái thất bại đó làm sao chúng ta vượt lên được. Thì cái buổi hôm sau con tin sẽ chia sẻ về cái động lực từ cái vị trí hiện nội tại và cũng như vị trí xung quanh này, các cái kỳ để làm sao cho mọi người cùng nỗ lực đi, để khi mỗi lần thất bại mọi người có một cái niềm tin, một cái ánh sáng con đường phía trước, rằng chúng ta theo con vô là theo dự án Global City, tầm nhìn chúng ta phải từ 2 năm, 3 năm, 5 năm, 10 năm đó, là để cho mọi người thấy rằng là chúng ta tự tin để theo Global City, chứ không phải là 6 tháng hay 1 năm hay 1 năm rưỡi. Tại vì khi một thành quả của một cái trồng cây nó ít nhất phải từ 1 năm, 2 năm thì Global cũng vậy thôi. Ngày hôm nay mọi người đang truyền tay nhau, tại vì em lấy cái nhìn nhận là tất cả anh thiên đường ở Sài Gòn này lúc mới ra Global City thôi, tất cả anh em sale đều cùng làm website lên, làm kênh online cùng lên, rồi là đi đâu cũng loa Zalo, đi đâu cũng Facebook Global City. Nhưng bây giờ anh em thấy không? Tè xuống. Tại vì mọi người cứ nghĩ rằng là dự án quá hot, vị trí quá hút, mastermind quá đỉnh, nhưng bây giờ gặp cái giá mọi người bắt đầu xìu xuống rồi. Thì đây là đang cái lúc thất bại của tất cả những người chưa định hình được con đường của Global City. Khi mà chúng ta định hình được là bạn có mục tiêu để đi con đường Global City hay không, tại vì bản thân em chia sẻ
thiệu với mọi người là em đứng vai trò bán hàng ở đây là nhà môi giới. Em tự định hình cho mình là nhà môi giới, không phải là xe bán hàng. Tại vì ngoài bán bất động sản, em là người trung gian để môi giới tất cả nhiều quy trình khác. Ví dụ em gặp anh, ngoài em chào bán bất sản danh, em có thể em biết anh cần nhu cầu gì, em có thể kết nối nhu cầu khách hàng. Nhưng trọng tâm em vẫn là người môi giới, em chỉ môi dịch vụ môi giới thôi. Đó, khi mà em nghiên cứu về diễn tài bản thân, trước đây thì em chỉ chuyên làm nhà lẻ, buôn bán nhà môi giới nhà bằng tiền, không bán gì hết, hoặc chỉ bán thứ cấp thôi. Nhưng khi mà em tham gia, em đang từ 2018 rồi, em chưa bán bất cứ sản phẩm về đây. Tới ngày hôm nay em đã tham gia hai dự án, đó là King Round và Google City. Từ đầu đến giờ thì em cũng kiếm được khoảng 300 rồi tiền môi giới cho giao dịch nhà lẻ. Thì khi mà em nói với vợ em là anh muốn thay đổi cuộc đời và muốn thay đổi tương lai của mẹ con và muốn đi vào con đường của anh, anh sẽ anh cho hai dự án này. Và em nói là tại sao lại gặp khó vậy? King Round là cái gì? Tại vì em đã làm thị trường của Đức, nhà em đã bán 7 tỷ hoặc mặt tiền thôi. Rồi em cũng đang bán mặt tiền dự án xung quanh anh đây hết, mặt tiền đối sinh hợp hay là khu Phước Bình hay khu Gia Hòa hay khu Nam Long bán sân. Nhưng tại sao em từ em dừng lại hết, em chỉ tập trung cho dự án mình thôi. Tại vì định hướng mình phụ thuộc vào định hướng của mình, và để sau này cơ hội hôm sau em sẽ chia sẻ hơn để giúp anh chị hơn có cái chiều hơn để anh chị làm sao. Khi anh chị đã xác định được cơ hội là anh chị sẽ có, anh chị lựa chọn đúng rồi. Anh chị cần phải lựa chọn cách tiếp cận khách hàng. Một chiến lược thông minh thì cái chiến lược đó là phụ thuộc vào marketing, công sức anh chị bỏ ra, kinh phí anh chị bỏ ra đầu tư. Rồi khi mà anh chị đã thực hiện quá rồi mà anh chị kiên trì theo nó, để làm giống như em bây giờ thôi. Đó thì cảm ơn tất cả mọi người ngày hôm nay đã rất chút thời gian của mình, cũng như là tất cả những chiến lược quân bộ sĩ gì đây. Ngày hôm nay chúng ta chưa có giao dịch, nhưng tương lai gần chúng ta sẽ có giao dịch. Chúng ta hãy đặt niềm tin vào mặt tiền của B13 và B14. Tại vì bây giờ nếu như cửa hàng của liên kế 1 và liên kế 2 thì em không nói rồi, đó là vị trí hot rồi. Tại vì ở đây bút tăng cái này là phải dành cho người mà ưu tiên ra sĩ trước. Thì khi mà mình bán hàng mình nên ra được cái yếu tố mà ưu tiên ra sĩ trước thì mà mình khắc lại thì khó lấy được bán hàng, khó lấy những vị trí này. Thứ nhất là giá cái độ rồi, ví dụ mình đang tư vấn 40 tỷ nhưng mà mình ở đây là 50-60 là mình sẽ đa gì, nhưng cơ hội mình sẽ nằm ở đây. Cơ hội nếu như chúng ta đi ra, và đây cũng là cái ngành tốt, ví dụ anh chị khác đó, đấy chị đẹp nhất, xịn sò nhất, đi ra nhất, ra hàng cái nhất, con gà để các bạn đến kế 13, đến kế 14, mặt tiền đường 20m. Và chỗ này sẽ là nút mở từ đấu sinh hợp đi vô. Anh chị là những người chân, ví dụ không lấy được căn góc, tại vì à quên, cái đáy mặt tiền của đấu sinh hợp là chỗ hàng đặc biệt, không nói rồi. Thì từ cái giải độ, từ cái mặt mặt đầy đủ vô thì mặt tiền này, mặt tiền 2 mét và chỗ này là chỗ biên không ra cua xe vô luôn, tức là nó kết nối là một cái rang cái mặt với đường trụ sở, tức là chỗ này là hai bên này là đường hành lang cây này, cây chỗ này là móng đầu vào và đây là móng đầu vào. Anh chị là đường dân thì cái chỗ nào quẹo bằng là cổng vào ấy, thì cổng vào con xe vào là chỗ này là chỗ liên kế 8, liên kế 8 đó. Và đặc biệt chia sẻ với chủ tư là cái chỗ này có cái công viên này, liên kế 8 và liên kế 9 hai mặt nhìn công viên á sẽ không làm tường mà làm cái khoảng cách trung tâm thấp này thôi để mở ra có thể kinh doanh F&B. Thứ nhất nó từ cửa vào, thứ hai là nó là một mặt tiền là đường, một mặt tiền sau là công viên đó. Thì tất nhiên giá như chỗ này nó phải thích hơn như cái mặt này rồi. Khi mà anh chị muốn ở chỗ này rồi không được, à bước cái này muốn không được, cái này không được, anh chị chuyển xuống đây mà thì phải đi theo giá. Giá không vừa xuống thì bắt đầu mình quặt vào chỗ, là bắt đầu là liên kế 10, 11, 12. Tại sao? Liên kế 10, 11, 12 khi anh chị nói bây giờ mình không bước được hàng ở hai giá này, mình phải ở đây. Tại vì sao? Nó đều, nó vẫn hơn trong này
tại vì lần này giò hàng em nghiên cứu giò hàng và em làm nó ăn nhau. Bây giờ mọi người thấy nó là mặt tiền gốc sinh học, đằng sau những cái dãy này là dãy mặt tiền gốc sinh học hết và nó hưởng lợi. Thì tại vì sao? Tại vì một khách hàng của nhân viên Ena thì đã bán rồi, mua đồ nút 2 căn vô, một căn ở đây khoảng 60 tỷ cũng mặt này luôn, và một căn ở mặt tiền đối diện, đối diện 12 luôn, đối diện cái liên kết 12 luôn. Lô bắt 2 mặt tiền 41 tỷ, 42 tỷ. Thì khi mà bỏ cái tờ này ra thì mặt tiền kinh doanh có sinh hợp này là sung nhất rồi. Thì đối diện bên này giá giao dịch của mặt tiền đối sinh hợp đối với lô cấp thì từ bây giờ giá giao dịch nó từ 230 là dành cho lô cấp trên từ 140, còn nếu mà lô thường thì khoảng 250, nó khoảng 30 tỷ rồi. Thì bây giờ mặt này đối sinh hợp ai nhà đầu tư lẻ bên ngoài rất tất hợp, người ta đều tăng giá và đều sang nhượng mặt này. Thì hai mặt đối sinh hợp chung này là đây sau này sẽ là đường gọi là có khác với cái đường song hành sau đó là đường để nhận diện kinh doanh, đường để nhận diện kinh doanh. Ok, cái mặt tiền này sẽ là nha khoa hay là phòng y tế, okay, hoặc là trung tâm ăn ngữ hoặc là một cái gì đó. Thì anh mà này là lớn tiền quá, tới 80 tỷ 70 tỷ anh lớn hơn một anh này vô đây một vài trăm đô, tại nó chỉ có ngang năm mét thì nó sẽ đau xuống khoảng là 40 tỷ, 38 tỷ, 45 tỷ. Thì nó có cơ hội xác suất cho mình cao hơn. Ok, với câu trả lời của Tiến thì chị đã nắm được rồi chứ ạ. Và con Tiến cũng sẵn sàng sẽ